sẻ về hàng rào bảo vệ da, đúng không ạ? Thì như các bạn cũng biết là da của chúng ta thì lớp trên cùng chúng ta sẽ là có lớp thượng bì, các anh chị đã cũng biết rồi. Và cái lớp thượng bì này nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc là gì ạ? Nó bảo vệ cái da mình khỏi tác động các yếu tố bên ngoài, cũng như là bảo vệ cho da mình khỏi cái tình trạng mất nước từ bên trong đi ra ngoài. Đó, thì cái lớp thượng bì nó rất là quan trọng, nó không thể thể hiện được cái tính bảo vệ ngoài da, nó thể hiện được cái tính chất về thẩm mỹ, tức là gì, tất cả các cái vấn đề trên da của anh chị nó đều biểu hiện ở trên cái lớp này. Anh chị bị lám, anh chị bị mụn, anh chị bị sẹo thì đều liên quan đến cái lớp này. Và hôm nay chúng ta sẽ đi về cái phần hàng rào bảo vệ da. Hàng rào bảo vệ da nó là một phần trên cái lớp đó. Thì cụ thể hơn á, thì bạn đi cho mình tiếp một cái slide tiếp theo. Đây là một số cái nội dung hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Mình sẽ có hàng rào bảo vệ, nội dung cụ thể của bài 3 là gì. Cái thứ hai, những vấn đề phát sinh từ hàng rào bảo vệ da khi nó bị tổn thương. Cái thứ ba là những cái nguyên nhân nào mà làm tổn thương cái hàng rào đó. Và cuối cùng là chúng ta sẽ biết cách phục hồi và chăm sóc hàng rào đó ra, chăm sóc da như thế nào khi chúng ta bị tổn thương hàng rào bảo vệ da. Rồi tiếp tục ạ. Rồi chúng ta thấy ạ, với một cái làn da khỏe và một làn da bị tổn thương đúng không? Thì chúng ta có thể thấy là gì? Khi làn da khỏe thì cái hàng rào này nó sẽ bảo vệ da chúng ta khỏi yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên ngoi cũng phải thế là vi khuẩn, virus. Cái thứ hai nữa là các chất gây dị ứng, các chất gây kích thích. Và cái thứ ba rất là quan trọng nữa đó là cái tiêu UV, tức là thì cái ánh nắng mặt trời chiếu vào. Cái ánh nắng mặt trời chiếu vào thì nó sẽ liên quan đến nhiều hơn đến các cái vấn đề liên quan đến sắc tố. Tuy nhiên là nó cũng góp một phần vai trò quan trọng của cái hàng rào về da mà xíu nữa mình sẽ trình bày cụ thể. Với một cái làn da yếu, thì chúng ta sẽ thấy là những cái chất kích, các bạn hãy nhìn sang cái phần hàng rào da bị tổn thương ấy, cái phần slide ở phần bên cạnh ấy, thì khi hàng rào da tổn thương thì những chất kích ứng sẽ dễ dàng xâm nhập được vào hơn. Thứ hai, virus vi khuẩn xâm nhập dễ hơn. Và cái thứ ba nữa là khi cái tia UV nó chiếu vô thì cái da của mình nó không có khả năng bảo vệ nên nó sẽ bị tổn thương nhiều hơn đó. Đó là cái phần bên ngoài. Còn cái thứ hai, cái phần bên trong, thì cái quan trọng nhất đó chính là cái độ ẩm. Da chúng ta luôn luôn phải cần ẩm, và cái ẩm này nó quyết định đến những cái yếu tố. Thứ nhất đó là cái tính chất nó bong sừng một cách tự nhiên. Khi một lần da khô thì nó sẽ bong sừng rất là, da khô thì các bạn thấy là gì, nó sẽ thô ráp tại vì là các cái tế bào da nó không bong lên được đó, và nó sẽ làm cho cái bề mặt da nó trở lên thô ráp và nó sừng sùi đó. Cái thứ hai là cái độ ẩm, nó liên quan đến cái việc làm cho cái lần da của chúng ta nó trở lên mịn màng, làm cho cái phần lớp trung bì đó, các yếu tố, các cái lớp collagen, elastin nó sẽ được tăng sinh, được bảo vệ. Thì khi nó thiếu ẩm thì nó sẽ mất đi cái khả năng tăng sinh cũng như sự bảo vệ của cái phần trung bì, thì nó sẽ gây tình trạng lão hóa da đó. Thì khi với hàng rào bảo vệ da này thì nó sẽ hạn chế cái việc mất độ ẩm từ bên trong đi ra ngoài, đúng không ạ? Tại sao từ bên trong ra ngoài, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về cái phần này. Và khi hàng rào da bị tổn thương thì độ ẩm từ bên trong ra nó sẽ đi ra ngoài nhiều hơn đó. Đều xong rồi, đến slide tiếp theo ạ. Rồi chúng ta sẽ nhìn về cấu tạo hàng rào bảo vệ da. Hàng rào bảo vệ da chúng ta sẽ có là gì ạ? Hàng rào hóa học, hàng rào vật lý và hàng rào sinh học. Chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái hàng rào hóa học này. Tại vì sao? Bởi vì cái hàng rào hóa học này là chúng ta có thể tác động bằng việc chăm sóc da, tác động bằng việc các cái can thiệp và tác động bằng cái việc các cái sử dụng các loại mỹ phẩm. Đó, thì với cái hàng rào hóa học này chúng ta sẽ quan tâm đến và cấu tạo hàng rào về da nó sẽ có, chúng ta sẽ có lớp lipid hàng rào bảo vệ da. Chúng ta sẽ có các cái thành phần nó ghi rất là cụ thể ở đây: ceramide chiếm 50%, acid béo chiếm 30%, testosterone chiếm 15%, và còn lại nó là testosterone ester chiếm 5%, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất trong đây nó không phải là tên các thành phần này, mà là tỷ lệ các thành phần này. Cái tỷ lệ này nó bắt buộc một cái hàng rào bảo vệ da tốt nó phải duy trì được đúng cái tỷ lệ này. Và với cái tỷ lệ này thì nó mới có hiệu quả trong việc ngăn chặn các yếu tố bên ngoài cũng như là các cái sự mất nước từ bên trong đi ra. Đó, nên là không có nghĩa là bất kỳ một sản phẩm nào có ceramide là tốt, và không phải bất kỳ sản phẩm nào có axit béo, có chitone hay có đầy đủ tất cả các thành phần này đều là giống nhau, mà cái quan trọng nhất là cái tỷ lệ giữa các thành phần này bắt buộc nó phải đạt được một cái tỷ lệ gần tương đương với cái tỷ lệ trong da. Đó là cái quan trọng. Tiếp theo chúng ta nói đến là những cái thành phần này nó sinh ra từ đâu. Ceramide, axit béo, testosterone nó sinh ra từ đâu? Nó sinh ra từ chính các tế bào sừng, đúng không ạ? Các anh chị cũng biết là gì, chúng ta sẽ có 5 lớp tế bào sừng
đúng không ạ? Và với cái hàng rào visa này nó sinh ra từ những cái lớp giữa, nó là lớp lớp hạt và lớp lớp hạt và lớp gai, đúng hơn nó sinh ra từ lớp hạt, và khi lớp hạt này nó sinh ra các cái hàng tế bào, các cái thành phần này, và với một lý do nào đó, với một lý do nào đó mà các cái lớp này nó bị mỏng đi. Ví dụ các anh chị thực hiện việc peel da quá thường xuyên, đúng không ạ? Các anh chị thực hiện việc là chúng ta dùng 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 cái nhóm retinoid, tức là cái retinoid ấy, trong điều trị lão hóa da chúng ta thường có kem retinoid, thì retinoid này nó có một cơ chế là kích thích quá trình tăng sinh, kích thích cái việc là tái tạo lớp sừng rất là nhanh, nhưng vô hình chung nó sẽ làm cho cái phần lớp sừng nó hơi mỏng đi, nó mỏng đi một chút, và nó sẽ có gây ra một cái tình trạng gọi là gì, hơi hơi hơ à, gọi là tổn thương hàng rào về da. Nhưng mà hầu hết là những cái tình trạng này nó sẽ, nếu mà các anh chị dùng Retinol một thời gian dài, anh chị sẽ biết cách chăm sóc để làm sao duy trì được cái tính chất hàng rào này, đúng không ạ? Mà ngoài ra rất nhiều các phương pháp thẩm mỹ các anh chị có thể làm quá thường xuyên thì nó gây cái tình trạng gọi là mỏng lớp sừng và nó gây tổn thương hàng rào về da, đúng không ạ? Peel da thường xuyên này, lăn phi kim quá thường xuyên này, đúng không ạ? Và sử dụng laser tổn thương, laser CO2, laser tạo tổn thương quá thường xuyên, thì tức là sẽ làm cho cái hàng lớp thượng bì nó mỏng đi, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là cái hàng rào bảo vệ da, các cái thành phần hàng rào bảo vệ da cũng như nó tổn thương đến cái hàng rào này. Đợi tiếp slide tiếp theo ạ. Đó thì chúng ta sẽ đảo qua những cái nguyên nhân gây tổn thương hàng rào bảo vệ da, đúng như mình nói ạ. Trong cái đó cái nguyên nhân rất là quan trọng, nguyên nhân điều trị y tế này. Đúng không? Canh tẩy tế bào chết thường xuyên này, điều trị laser thường xuyên này, các cái tổn thương thường xuyên này, thì nó sẽ gây tổn thương ở da. Và thêm nữa đó là nguyên nhân thứ tư này, nguyên thứ tư là sử dụng mỹ phẩm không tốt, cũng là một nguyên nhân rất thường xuyên gây ra, đúng không ạ? Thì cái sử dụng mỹ phẩm không tốt thì chúng ta phải nói tới là gì ạ? Chúng ta có rất nhiều các loại mỹ phẩm khác nhau, thế nhưng mà những cái loại mỹ phẩm nào mà chúng ta thường xuyên có thể gây ra cái này, đó là sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt là một nguyên nhân rất hay gây ra. Vì sao? Vì sữa rửa mặt là cái thành phần mà thường cái độ pH nó rất là thay đổi, đúng không ạ? Nhưng sự kết pH của da nó dao động từ 4,5 đến 5,8, thì thông thường với một cái sữa rửa mặt tốt thì nó phải đảm bảo được là sau khi rửa mặt xong nó phải duy trì được đúng cái độ pH của da. Nhưng hầu hết các sữa rửa mặt là gì ạ? Là họ duy trì mà họ giữ họ dùng một để một cái mức độ pH thường cao hơn một chút. Mục đích là cao một chút là gì? Bởi vì khi pH càng cao thì khả năng tẩy rửa, lấy đi các cái chất bụi bẩn bã nhờn ở các cái mỹ phẩm trang điểm sẽ dễ hơn, đúng không? Và khi cái pH càng cao như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó không chỉ lấy đi những cái phần mỡ nhờn và bã nhờn và những cái mỹ phẩm trang điểm, mà nó lấy đi cả cái phần chính cái lớp lipid của da của mình, và khi nó lấy đi mất thì đương nhiên là gì, cái hàng rào da này sẽ bị tổn thương. Đó đó là thứ nhất là sữa rửa mặt. Cái thứ hai chúng ta quan tâm đến đó là cái sản phẩm thoa. Thì cái sản phẩm thoa như vừa mình có nhắc tới đó là cái retinoid, và retinoid riêng và cái nhóm retinoid nói chung, nhưng mà cái phổ biến nhất đó là cái retinoid. Cái thứ hai nữa đó là cái thuốc corticoid thoa đấy. Ngày xưa thì chúng ta hay nói là kem trộn, thế tuy nhiên là trong đó mình không biết cái gì, những thành phần trong đó hầu hết gây tác hại đó chính là cái corticoid thoa. Thì cái corticoid thoa nó gây ra tổn thương do cái nguyên nhân gì? Nó làm teo mỏng. Cái corticoid thoa thì nó ức chế cái việc tăng sinh cái hàng rào, ích thức tăng sinh các tế bào sừng, nên là nó sẽ làm cho mỏng đi các tế bào sừng, là một. Cái thứ hai nó ức chế các cái việc gì, tổng hợp các cái thành phần của hàng rào bảo vệ da đấy, có ức chế việc tổng hợp ceramide, axit béo, cholesterol này, thì nó sẽ làm mỏng đi cũng như là làm gì hạn là làm hạn chế đến cái độ dày của cái phần hàng rào bảo vệ da, đúng không ạ? Và nếu các anh chị đã dùng một thời gian hoặc là đã từng nhìn những người khác dùng một thời gian, anh chị sẽ biết ngay cái biểu hiện trên da rất là rõ ràng. Thứ nhất là cái lớp da nó rất là mỏng, là cái thứ hai nữa đó là cái mạch máu nó sẽ bị nổ ra, vì nó có gây ra một cái lý do nữa là gây ra một cái tổn thương, đó là giãn mạch, đúng không ạ? Và đó là hai cái nguyên nhân phổ biến, đó là nguyên nhân về y tế, nguyên nhân về điều trị y tế, cũng là nguyên nhân về sử dụng mỹ phẩm. Ngoài ra có các nguyên nhân khác, ví dụ nguyên nhân về di truyền bẩm sinh hoặc là nguyên nhân về lão hóa di truyền bẩm sinh, chúng ta sẽ nói đến nhiều hơn ở những cái trường hợp là gì, họ bị cái bệnh về viêm da cơ địa, bệnh tổn thương, điều bệnh về da, viêm da cơ địa hoặc là bệnh trứng da đỏ, là những cái bệnh mà các anh chị sẽ gặp rất là nhiều. Hầu hết những cái trường hợp đó đều có tổn thương là bệnh da. Và nguyên nhân cuối cùng là nguyên nhân đến lão hóa, tức là càng lớn tuổi thì cái
khả năng thì khả năng sinh sản, khả năng tạo ra được các cái thành phần của người da nó càng kém đi, nó tạo ra ceramide và tạo ra axit béo tetrol nó càng kém đi. Đó lý do tại sao anh thấy là càng lớn tuổi hầu hết là gì, da nó rất là khô. Nó khô một phần là do cái phần tuyến dầu nó tiết ít đi, và phần thứ hai nó chính là cái việc thì nó sản sinh ra cái hàng rào ở da đó, nó ít đi và những cái phần lớp sừng nó sẽ mỏng đi, thì từ đó nó làm gây ra tình trạng nó làm giảm chức năng hàng rào về da. Rồi tiếp theo ạ, xin slide tiếp theo ạ. Rồi và khi hàng rào da bị tổn thương thì đương nhiên nó sẽ phát sinh nhiều vấn đề, giống như mình nói là gì, nó bảo vệ da chúng ta cả khỏi yếu tố bên ngoài, bảo vệ da chúng ta khỏi yếu tố bị khỏi khỏi các tác động yếu tố bên ngoài, bảo vệ da chúng ta khỏi cái tình trạng mất nước từ bên trong, đúng không ạ? Thì như khi hàng rào da tổn thương thì đương nhiên là nó sẽ xảy ra các cái vấn đề, đó là các yếu tố bên ngoài nó xâm nhập vào được và cái da chúng ta bị mất nước từ bên trong, đúng không ạ? Và làm cho da nó bị khô. Được. Thì các yếu tố bên ngoài nó xâm nhập vào được, cái đầu tiên ta nói tới đó là gì ạ? Đó chính là các cái mỹ phẩm chăm sóc thông thường hàng ngày. Ví dụ khi da chính chị đang khỏe thì anh chị dùng cái sữa rửa mặt này, anh chị dùng một cái kem như thế này với thành phần này thì thông thường dùng rất là tốt, không có phản ứng gì trên da. Tuy nhiên khi hàng rào bởi da của anh chị bị tổn thương thì những cái thành phần nó lại trở thành những cái thành phần anh chị da không thể hợp, không thể dùng được, dùng nên anh chị sẽ thấy là diện da nó ngứa hoặc nó khô, nó kích ứng, nó mẫn cảm, đúng không ạ? Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó là các cái yếu tố liên quan đến môi trường, đúng không ạ? Phơi nắng này, khói bụi này, thì những cái đó làm cho da anh chị dễ nhạy cảm hơn. Thông thường trước đây da khỏe thì nó không, khi chúng ta anh chị phơi nắng hoặc anh chị đi ra ngoài anh chị trong một cái môi trường làm việc nó có cái khói bụi nó sẽ không bị tổn thương. Tuy nhiên sau khi hàng rào da bị ảnh hưởng thì những cái yếu tố đó lại là yếu tố gây ra những cái vấn đề da cho mình đó. Cái thứ hai nữa đó là yếu tố từ bên trong, tức là gì, chúng ta sẽ mất cái độ ẩm từ bên trong da và hơi nước nó bốc lên qua da. Lúc đó thì làm cho da nó bị khô, và nó khô nó không chỉ là khô ở phần bề mặt da mà cái phần mất nước chính là phần mất nước từ trung bình. Anh chị lưu ý, mất nước từ trung bình và cái phần mất nước này thì gần như là rất khó để bổ sung. Nếu anh chị mất nước về bề mặt da đấy, về mặt da anh chị có thể thoa dưỡng ẩm ở phía trên, sau đó sẽ để các lớp dưỡng ẩm nó mang tính chất là các chất hút nước ấy, chất hút ẩm ấy, nó sẽ hút nước từ không khí hoặc anh chị xịt khóa nó hút nước vào, nó tạo độ ẩm trên trên cái phần lớp sừng đó. Thế tuy nhiên là mất nước từ phía trong ra, mất nước từ phía trong ra thì gần như chúng ta gần như không có cách nào phải những cái bôi thoa bên ngoài gần như sẽ không có hiệu quả, đúng không ạ? Chủ yếu chúng ta uống nước. Cái thứ hai chúng ta thì có những cái biện pháp thì cấy trực tiếp, ví dụ cấy HA, cấy những cái thành phần mà nó hút nước ấy, nó cấy vào phần trung bình thì nó mới cứ duy trì được cái phần mới mới bổ sung được cái phần nước thiếu đi do cái tình trạng mất nước qua da khi hàng rào để người da bị tổn thương, đúng không ạ? Đó thì nước nó sẽ gây ra cái tình trạng gì ạ? Da sẽ bị kích ứng này, những cái tình trạng gì, lỗi mụn này, những cái tình trạng nám, nám cũng là một phần, đúng không ạ? Nám liên quan là gì? Nám là do khi hàng rào bởi người da tổn thương thì cái tác hại của ánh nắng mặt trời nó sẽ mạnh hơn, gốc oxy hóa nó sinh ra nhiều hơn, thì đương nhiên là cái khả năng phát triển nám cũng như là thì lan rộng của nám nó sẽ nhiều hơn. Nó là một yếu tố cộng gộp, nó không phải yếu tố gốc nhưng nó là yếu tố cộng gộp cho sự phát triển của sắc tố, đặc biệt là có nám, đúng không ạ? Tiếp theo ạ. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy ạ, khi hàng rào và tổn thương thì chúng ta sẽ chức năng bảo vệ, chức năng giữ ẩm chúng ta đều bị tổn thương, và nó sẽ gây ra cái tình trạng da khô, da nhạy cảm, đúng không ạ? Phát ban, những cái vấn đề da có thể gây ra lên nhăn. Lên nhăn xuất hiện là do cái gì? Do mất nước. Mất nước thì mà trung bình đương nhiên là nó cần nước mà nó mới căng lên được, thì bây giờ mất nước thì nó xẹp đi thì nó sẽ gây ra tình trạng là gì ạ? Là lão hóa, nếp nhăn, đúng không ạ? Và đương nhiên là gì, khi chúng ta hàng rào da tổn thương thì chúng ta phải gì, phải tìm các cách để khôi phục nó cũng như là xử lý các cái vấn đề hậu quả của nó để lại. Rồi tiếp theo, và chúng ta thấy là có rất nhiều vấn đề có thể gây ra, đúng không ạ? Rất nhiều vấn đề có thể gây ra, vấn đề liên quan mụn, liên quan đến sắc tố, liên quan đến tính nhạy cảm của da, đúng không ạ? Rồi tiếp ạ. Đây là những cái dấu hiệu giúp anh chị có thể nhận biết được là da của mình có đang bị tổn thương hay không, có phải đang thuộc loại là da gì, có hàng rào về da bị tổn thương hay không, đúng không ạ? Thứ nhất là nhìn trên da thấy là gì ạ? À? Da mỏng đi, cái lớp sừng nó mỏng đi ạ. Cái thứ hai là những cái mao mạch nó giãn, nó nổi rõ, đúng không ạ? Cái thứ hai khi anh giờ anh chị thấy là gì ạ? À?
da nó thô ráp sần sùi. Thô ráp sần sùi là do lớp sừng nó không bong lên được thì nó gây tình trạng thô ráp, đúng không ạ? À, cái thứ ba nữa là gì, khi thô ráp sần sùi nó không bong lên được ấy, thì những cái gì bụi bẩn và những cái cặn bẩn nó sẽ đọng lại, dầu nhờn nó sẽ đọng lại, nó gây ra tình trạng bụi ẩn, đúng không ạ? Và cái cuối cùng đó là gì ạ? À? Đó là việc dễ nhạy cảm, dễ bị dị ứng, tức là anh chị sử dụng những cái mỹ phẩm thông thường hoặc trước đây anh chị dùng được, tuy nhiên hoặc là những cái người hầu hết mọi người đã dùng được, tuy nhiên anh chị dùng không được, anh chị dùng anh chị sẽ thấy bị căng, bị rát, bị đỏ, bị đau, thì đó là tình trạng da nhạy cảm thích ứng. Thì đó là cái biểu hiện, đó là cái những cái biểu hiện mà mình có thể nhận ra trên làn da trực tiếp của làn da của mình. Tiếp theo ạ. Rồi, thì đây chúng ta nói đến cái làm đẹp không đúng và sai cách, đúng không ạ? Trong đó quan trọng, trong đó là nhấn mạnh với cái gì là dùng sản phẩm chứa corticoid, và cái sản phẩm này sẽ làm nên cái tình trạng da gì ạ? Da mỏng, đỏ, ngứa rồi tiếp ạ. Nhưng cái này thì nó là cái sản phẩm thì không rõ nguồn gốc, còn hầu hết những cái sản phẩm mà có nguồn gốc và sản phẩm xuất xứ rõ ràng thì hầu chúng ta sẽ không cần phải quá lo ngại về vấn đề này. Những cái biểu hiện của làn da nhiễm corticoid ạ. Thì chúng ta sẽ thấy là những biểu hiện là da nhiễm corticoid thì cái dễ dàng nhất thấy là gì ạ? Đó chính là gì ạ? Da bị mỏng, đúng không? Cái thứ hai nữa là những cái gân máu nổi rất là rõ. Còn khi nó lên những cái mụn hoặc khi nó đỏ thì nó đã là một cái giai đoạn là gì ạ? Giai đoạn mạn của bệnh rồi, chứ nó không còn là một cái giai đoạn gọi là mới nữa, đúng không? Và khi khi nó, tình trạng kích ứng nó đã rõ, tức là nó sẽ nổi lên này, phát ban mụn trứng cá này, nó sẽ nổi lên da mẩn đỏ này, ngứa rát và sưng phù, thì những cái trường hợp đó là những cái biểu hiện nặng của trường hợp da nhiễm corticoid. Rồi tiếp ạ. Rồi, ngoài ra các phương pháp điều trị xâm lấn như có nói đấy, như các phương pháp điều trị xâm lấn như điều trị bằng laser, điều trị peel da, đúng không? Điều trị lăn phi kim thường xuyên, thì những cái điều trị có tổn thương, tức là những cái điều trị có tổn thương mà quan trọng hơn là phải là điều trị với tần suất dày và tần suất thì không phù hợp, thì nó cũng sẽ gây ra các cái tình trạng thì tổn thương là hàng rào bảo vệ da. Rồi tiếp ạ. Đây chúng ta thấy là sau điều trị laser sẽ làm đến hàng rào bảo vệ da trở nên suy yếu nữa. Và cái quan trọng trong sau khi laser chúng ta điều trị thì chúng ta phải biết gì, thứ nhất nó là điều trị với cái tần suất phù hợp, cái thứ hai nữa là chúng ta biết điều trị phục hồi sau cái những cái điều trị có xâm lấn như vậy, đúng không? Phục hồi bằng cách giảm viêm, phục hồi bằng cách gì ạ, giữ độ ẩm, phục hồi bằng cách đó là gì, bổ sung các cái chất cần thiết để cho tái tạo lại cái hàng rào đó. Rồi tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến cách phục hồi và bảo vệ làn da như thế nào. Tiếp đi ạ. Rồi, cách phục hồi chúng ta sẽ có gì ạ? Làm đẹp, chúng ta sẽ có làm sạch da, chúng ta có chăm sóc chuyên sâu, và chúng ta sẽ có bảo vệ, đúng không ạ? Trong đó chúng ta quan tâm hơn cái gì? Chăm sóc chuyên sâu, chăm sóc chuyên sâu và chăm sóc cái gì? Đó. Khi hàng rào bảo vệ da tổn thương, đúng không ạ? Thì đương nhiên là chúng ta sẽ có là gì ạ? Cái chúng ta phải tìm được nguyên nhân tại sao nó bị tổn thương, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là gì ạ? Khi nó tổn thương rồi thì nó gây những cái tình trạng quay lại slide vừa nãy. Khi nó tổn thương rồi thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải nhận ra là trên da nó có tình trạng gì chúng ta cải thiện. Khi nó tổn thương thì da chúng ta sẽ bị kích ứng, bị đỏ, như vậy chúng ta quan tâm đến việc là giảm viêm, chúng ta sẽ tập trung đến các hoạt chất liên quan đến gì ạ? Giảm viêm, giảm kích ứng, làm đỏ, đúng không ạ? À, khi hàng rào da chúng ta bị mỏng, bị yếu, bị mỏng, tức lớp sừng nó mỏng, chúng ta quan tâm đến gì? Chúng ta quan tâm làm sao cho nó dày lên bằng việc là bổ sung các cái hoạt chất này mang tính chất đó gì, phục hồi, tức là tăng cái việc việc tổng hợp cũng như là gì, việc tái tạo cái hàng rào bảo vệ da đó. Và thứ ba chúng ta quan tâm việc bảo vệ da khỏi cái gì, khỏi những cái nguyên nhân mà chúng ta đã nghĩ tới, đúng không ạ? Và khỏi những cái nguyên nhân chúng ta biết nó có thể nó sẽ làm nặng lên, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta bảo vệ nó khỏi những cái gì à? Những cái chất tẩy rửa có tính chất gì ăn mòn. Đúng không? Cái thứ hai là bảo vệ da khỏi các cái can thiệp thẩm mỹ nó có tính chất là làm mỏng hàng rào bảo vệ da. Thứ ba, bảo vệ nó khỏi các cái tác nhân có thể xâm nhập được khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, khỏi vi khuẩn, khỏi virus, khỏi các cái môi trường ô nhiễm, khỏi tia UV, và cuối cùng nó là gì ạ? Bảo vệ nó để gì ạ? Nó không làm mất cái gì, mất cái phần nước mất nước từ phía trong ra bằng cái việc là uống đủ nước, bằng cái việc là chúng ta phải sử dụng các cái sản phẩm để dưỡng ẩm thoa bên ngoài, cũng như là có thể can thiệp mạnh hơn bằng các cái liệu trình gì tiêm cấy cái sản phẩm dưỡng ẩm ở các cái chất hút ẩm để giữ cái lớp nước ở phần trung bì, đúng không ạ? Đầu tiếp ạ.
rồi cải thiện dòng thời gian thì chúng ta sẽ có các cái phương pháp đúng không ạ? Cụ thể hơn chúng ta sẽ có các phương pháp đúng không? Đó là gì ạ? Tối giản quy trình chăm sóc da, đúng không? Tối giản quy trình chăm sóc da tức là gì? Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương thì tức là chúng ta hạn chế tối đa những việc đó là sử dụng các loại hóa mỹ phẩm quá nhiều bước. Quá nhiều bước tức là quá nhiều thành phần, và quá nhiều thành phần thì đương nhiên là cái hàng rào cái da chúng ta sẽ không chịu đựng được. Khi bởi vì nó đang bị kích ứng và nó đang dễ mẫn cảm các thành phần nên nó khi chúng ta càng hạn chế thì tác động đến rất nhiều thành phần chăm sóc. Chúng ta chỉ tập trung vào những cái thành phần thực sự cần thiết. Được không ạ? Cái thứ hai nữa đó là chúng ta gì ạ? Bỏ thói quen một số cái tip, đây một tip nhỏ, ví dụ chúng ta bỏ thói quen dùng giấy tẩy trang ướt, tại vì giấy tẩy trang ướt thì thường thì thường chứa cồn và thường nó sẽ làm cho da kích ứng. Đương nhiên với hàng rào khi da mẫn cảm kích ứng thì chúng ta phải hạn chế các sản phẩm gì chứa cồn, đúng không ạ? Chúng ta phải quan tâm đến các ưu tiên các sản phẩm gì kem dưỡng chứa các thành phần làm dịu da. Đương nhiên những cái thành phần này sẽ làm gì, tập trung vào làm dịu da thì có thể là ceramide, có thể là gì B5, có thể là các hoạt chất về làm dịu như chiết xuất rau má, các cái chiết xuất giảm viêm, đúng không ạ? Salicylic. Tiếp tục ạ. Thoa kem chống nắng. Sorry, quay lại mình đang nói. Kìa rồi. Thoa kem chống nắng đương nhiên rồi lại hạn chế để tổn thương do tia UV, đúng không ạ? Tạm ngưng sử dụng máy rửa mặt, các cái massage hút mụn, đương nhiên những cái tác động này đều có thể gây tổn thương mạnh hơn hàng rào bể da, đúng không ạ? Chú trọng độ pH của các sản phẩm, đúng rồi, ưu tiên các sản phẩm làm sạch da và làm sạch dịu nhẹ và tạm ngưng dùng tẩy tế bào chết. Với da bị đang nhạy cảm, đúng không? Chúng ta luôn có lưu ý là gì, là hạn chế. Đương nhiên chúng ta vẫn tẩy tế bào chết, tuy nhiên chúng ta thông thường chỉ một lần một tuần và dùng các cái tẩy tế bào chết thì rất là nhẹ nhàng. Thông thường là tẩy tế bào chết sinh học, ví dụ, hoặc là tẩy tế bào chết bằng pHa, nó rất là nhẹ để nó lấy đi nhẹ nhàng cái phần các tên lớp tế bào chết thì không làm tổn thương sâu hơn, mạnh hơn đến hàng rào bể da. Tiếp theo ạ. Và ngoài ra chúng ta phải quan tâm đến việc bổ sung các vitamin, đúng không? Bổ sung các cái thành phần, những cái thành phần này rất là quan trọng. Khi hàng rào da tổn thương thì việc khi chúng ta bổ sung này nó sẽ làm dày lên các phần lớp sừng, và khi các tế bào lớp sừng nó dày lên thì cái việc sản xuất hàng rào bể da nó sẽ sản xuất các cái thành phần của hàng rào bể da nó sẽ mạnh đi, nó mạnh hơn, và khi nó mạnh hơn thì đương nhiên là nó sẽ khôi phục được cái phần hàng rào bể da, đúng không ạ? Có rất nhiều thành phần chúng ta lên bổ sung, đúng không ạ? Vitamin là một, ngoài ra có nhiều thành phần khác nữa. Rồi tiếp theo. Okay. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần nói chuyện về cái hàng rào bảo vệ da cũng như là gì các cái yếu tố liên quan và cũng như các yếu tố chúng ta có thể can thiệp được với hàng rào bảo vệ da. Bây giờ thì mọi người có đưa ra câu hỏi và muốn trao đổi luôn phải không chị Ngân? Rồi, Ngân xin chào bác sĩ Huyền và chào tất cả các anh chị và các bạn đang trong chương trình Zoom cùng với Dược Mỹ Phẩm Cell Fusion C. Anh chị và các bạn, mọi người đang có nghe rõ Ngân và thấy hình chưa? Rồi, nghe rõ rồi chị Ngân. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Một lần nữa là xin chào lại tất cả các anh chị và các bạn ha. Rồi Ngân đang thấy các anh chị đang tương tác cùng với Ngân rồi ạ. Thì Ngân rất là cảm ơn những cái thông tin chia sẻ từ bác sĩ đã cho tất cả các chị em trong phòng Zoom của chúng ta trong ngày hôm nay biết được cái giải pháp khoa học cho làn da để bảo vệ cho làn da khi mà làn da chúng ta bị yếu. Thì chúng ta biết được là cái lý do làm sao, tại sao cái làn da của chúng ta yếu, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ khi mà chúng ta biết được cái nguyên nhân rồi đó các anh chị, tức là từ cái việc là da của chúng ta có cái cơ địa rất là bẩm sinh nè, rồi việc là chúng ta có cái lão hóa tự nhiên nè, tức là theo cái độ tuổi, thì ngoài ra cái việc mà các anh chị và các bạn chúng ta không có biết cái cách chăm sóc phục hồi, không có biết lựa chọn các cái sản phẩm để sử dụng, hoặc là quá lạm dụng những cái phương pháp điều trị công nghệ cao, thì sẽ làm cho làn da của chúng ta ngày càng yếu dần đi, tức là tổn thương hàng rào bảo vệ da mà nãy giờ các anh chị và các bạn chúng ta đã được nghe cái phần kiến thức của bác sĩ Quyền đã chia sẻ cho mọi người. Vậy thì khi mà mình nghe cái nguyên nhân, cái lý do gây nên cái làn da của chúng ta nó bị yếu đi mỗi ngày như vậy, thì có thể là các anh chị chúng ta vẫn còn chưa có hình dung ra được là nó như thế nào.
Nhưng mà nếu như các anh chị chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng là bác sĩ cũng đã chia sẻ cho mọi người chúng ta những cái hình ảnh rất là cụ thể về cái biểu hiện, các anh chị lưu ý ha, tức là cái biểu hiện của một cái làn da yếu là như thế nào, làn da tổn thương hàng rào bảo vệ da là như thế nào, thì biểu hiện là da mỏng, đỏ, bong tróc, rồi đau rát và rất là khó chịu khi mà chúng ta sử dụng bất kỳ cái sản phẩm nào lên trên da của mình rồi, đúng không ạ? Cho nên là nếu như mà các anh chị chúng ta đang có ngư nghĩ rằng là với bất kỳ các cái làn da nào, và hiện tại rằng là hầu hết trong các nhóm tư vấn của Cell Fusion C thì Ngân cũng như các anh chị chuyên gia khác, các bác sĩ thì luôn luôn nhận những cái câu hỏi thông tin rằng là giúp cho các anh chị giải quyết rất nhiều các cái vấn đề về da. Và đặc biệt đối với chị em phụ nữ tuổi sau 30 thì mình thấy rằng là da không đều màu, da sạm nám, da bị nổi mụn, rồi da luôn luôn bị kích ứng thì rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì một lần nữa mình rất là cảm ơn những cái thông tin từ bác sĩ đã chia sẻ cho tất cả chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình thì Ngân cũng sẽ giới thiệu đến các anh chị chúng ta một cái giải pháp đến từ dược mỹ phẩm Cell Fusion C, tức là chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm như thế nào, phương pháp gì để mà phù hợp với cái vấn đề là bảo vệ làn da của chúng ta, ngăn ngừa, đề phòng, và kể cả các anh chị chúng ta đã bị cái vấn đề da tổn thương rồi, những cái biểu hiện mà chúng ta đã được chia sẻ rồi, thì các anh chị cũng sẽ lựa chọn được cái sản phẩm để mà mình phục hồi như thế nào. Vậy thì Ngân sẽ chia sẻ cái màn hình ha, thì các anh chị chúng ta sẽ theo dõi giúp cho Ngân. Rồi, thì một lần nữa chúng ta sẽ thấy, các anh chị đã nhìn rõ màn hình chưa? Rồi, một lần nữa thì các anh chị chúng ta sẽ thấy rằng là da là một cái cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường xung quanh, và cái vai trò của làn da rất là quan trọng các anh chị. Nó sẽ đáp ứng được, cái thể hiện được cái mọi cái sự thay đổi đối với cái tác nhân bên ngoài. Và chẳng những như vậy đó các anh chị, thì da nó còn có đáp ứng được, nó còn có rất là nhạy cảm với cái sự thay đổi từ ở bên trong của cơ thể chúng ta, tức là nó phản ánh lên cái tình hình, cái sức khỏe bên trong cơ thể của chúng ta, ví dụ như là tình hình các cái tuyến nội tiết nè, rồi biểu hiện của các cái bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc, rồi nhiễm khuẩn dị ứng nè, vân vân. Và như vậy thì chúng ta có thể là xem cái làn da của mình là một cái tấm gương phản chiếu những cái thay đổi từ bên trong cơ thể, tức là chúng ta khỏe hay không thì làn da của chúng ta sẽ sáng đều màu, sẽ rạng rỡ, sẽ có tràn đầy sức sống hơn. Còn mình không khỏe hoặc là có những cái tác động từ ở bên ngoài thì các anh chị chúng ta cũng sẽ thấy một làn da của chúng ta nó cực kỳ khó chịu. Như vậy thì nghiên cứu sinh lý bình thường của da không những là chúng ta có thể giải thích một cái phần sinh bệnh học của da, mà nó còn là một cái cơ sở khoa học vững chắc để đề ra cho chúng ta những cái biện pháp hợp lý để bảo vệ nè, và những cái phương hướng đúng đắn trong cái việc điều trị các cái bệnh ngoài da. Và tiếp theo thì các anh chị chúng ta sẽ thấy một cái giải pháp khoa học đến từ cái việc sử dụng các cái sản phẩm của dược mỹ phẩm Cell Fusion C. Thì Ngân xin phép được giới thiệu, được nhắc lại cùng với các anh chị và các bạn, Cell Fusion C là một cái thương hiệu xuất xứ 100% đến từ Hàn Quốc, và nhà sản xuất là công ty CMF Lab, là một trong những cái công ty tiên phong trong cái lĩnh vực dược mỹ phẩm trên toàn cầu, và là dược mỹ phẩm hướng đến cái vẻ đẹp khỏe mạnh hàng đầu của thế giới. Và công ty thì luôn luôn dựa trên cái nền tảng lý thuyết da sinh học, thì tạo ra những cái sản phẩm nhằm tái sinh nhanh chóng những cái làn da bị tổn thương do những cái tác động từ môi trường ở bên ngoài lên trên da của mình, và những cái tổn thương sau cái phẫu thuật da liễu. Thì với những cái sản phẩm này sẽ nhằm giúp cho làn da của chúng ta khi mà bôi thoa lên thì sẽ nhanh chóng tái sinh và hoạt hóa. Và công ty luôn luôn dựa trên những cái nền tảng vốn hơn hẳn những cái nền tảng vốn có của làn da, dựa trên cái việc là kết hợp cái kỹ thuật cao nè, công nghệ cao nè, và những cái kiến thức chuyên môn của các cái chuyên gia da liễu của bệnh viện, để tạo ra những cái sản phẩm mang lại cái giá trị, mang lại cái hiệu quả cao khi chúng ta sử dụng. Và đặc biệt là năm 2013 thì CMF Lab đã chính thức trở thành một công ty con, một thành viên của tập đoàn Wellnix, là một cái tập đoàn rất là nổi tiếng
ở tại Hàn Quốc, và ở bên dưới tập đoàn thì có rất là nhiều cái công ty hoạt động trong các cái lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là những công ty chuyên sản xuất những cái vật tư y tế và những công ty chuyên sản xuất về cái chất bán dẫn để mà cung cấp cho nhà máy Samsung. Và với những cái kỹ thuật và những cái kinh nghiệm được tích lũy trong hơn 17 năm của CMF Lab đã luôn luôn cải tiến không ngừng để mà trở thành công ty số 1 toàn cầu tiên phong về lĩnh vực dược mỹ phẩm. Và ở hiện tại thì hầu hết tất cả các sản phẩm của Cellfusion C các anh chị sẽ thấy được sử dụng ở hơn 4.000 bệnh viện và trung tâm chăm sóc da tại Hàn Quốc và 18.000 bệnh viện trung tâm chăm sóc da ở 42 quốc gia trên thế giới sử dụng và tin dùng các sản phẩm của Cellfusion C. Và hiện tại thì ở trên thị trường của Việt Nam, Cellfusion C cũng đã được rất là nhiều các anh chị chúng ta yêu mến và tin dùng. Thì tại sao mọi người có được một cái niềm tin lớn đối với Cellfusion C như vậy? Thì các anh chị chúng ta sẽ thấy hiện tại trên thị trường có rất là nhiều các cái thương hiệu dược mỹ phẩm khác nhau. Và như vậy thì mỗi một thương hiệu khi mà ra đời thì đều sẽ tập trung và giải quyết những cái vấn đề trên da mà xu hướng là các chị em đang gặp phải bây giờ. Vậy thì một cái sản phẩm nó tốt với chất lượng thì ngoài cái việc là rõ nguồn gốc nè, xuất xứ nè, rồi các anh chị gần đây để ý cái gì đó à? Để ý tới thành phần nữa đúng không ạ? Nhưng mà vẫn chưa đủ, tức là chúng ta sẽ nghe nói là sản phẩm có vitamin C, sản phẩm có acid kojic, có arbutin để làm trắng da, vân vân. Đó, nhưng mà cái quan trọng là những cái thành phần này sẽ sử dụng được cái công nghệ như thế nào? Thì đối với Cellfusion C sử dụng công nghệ độc quyền NeoCMS, tức là sẽ giải quyết các cái vấn đề của da thông qua ba cái bước phục hồi hàng rào bảo vệ da. Một cái thông tin rất là cần thiết và cực kỳ quan trọng cho tất cả các anh chị chúng ta khi sử dụng dược mỹ phẩm Cellfusion C. Thì Ngân sẽ nói lại về cái công nghệ NeoCMS. Đầu tiên nó sẽ là hầu hết trong tất cả các sản phẩm thì cái thành phần nó sẽ cực kỳ nhỏ để nó có cái và nó có cái cấu trúc tương đồng với cái hàng rào bảo vệ da hay còn gọi là lớp màng lipid của da mà bác sĩ đã chia sẻ thông tin cho chúng ta. Và để cho khi mà sản phẩm có cấu trúc tương đồng thì các anh chị hình dung là mình sẽ thoa lên trên da nó sẽ sao? Nó dễ dàng thẩm thấu các anh chị. Và các cái dưỡng chất đó, nó sẽ được đưa hết hiệu quả một cách bền vững vào trong da của mình để mà thực hiện các cái nhiệm vụ của nó. Và cái thứ hai là đối với công nghệ NeoCMS thì sẽ giúp tăng cái sản sinh filarin là một cái nhân tố giữ ẩm tự nhiên ở trong da. Chúng ta sẽ biết được rằng là 70% thì các cái ở trong các tế bào da đến từ là nước thì sẽ giúp cho làn da của chúng ta nó được đẹp hơn và có sức sống hơn. Cho nên là cái chức năng tăng sản sinh filarin thì sẽ giúp cho làn da của chúng ta duy trì được độ ẩm tự nhiên. Và cuối cùng là làm mạnh cái lớp màng đáy, các anh chị đang nhìn thấy ở trên hình ha, thì chúng ta sẽ có cái lớp màng đáy cái màu đỏ như thế này hay còn gọi là cái hàng rào bảo vệ da thứ hai, thì nó sẽ giúp cho những cái dinh dưỡng đi ở hạ bì này nè, nó đi lên ở phần thượng bì. Và những cái tế bào trên đây nè, khi mà nó nhận đầy đủ các cái dưỡng chất thì nó sẽ khỏe mạnh hơn, đồng nghĩa với việc là hàng rào bảo vệ da của chúng ta khỏe mạnh hơn thì nó mới có được cái sức lực để mà nó chống chọi với những cái tác động đến từ ở bên ngoài. Được chưa ạ? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng đối với những cái khi mà các anh chị chúng ta thấy rằng là khi ở trên da chúng ta nhìn thấy những cái biểu hiện, ví dụ nha, Ngân lấy ví dụ là chúng ta đang thấy là mụn, chúng ta thấy trị mụn xong lại bị thâm, chúng ta thấy sạm da, rồi vết nám, vết đồi mồi, tàn nhang, da không đều màu, hoặc là da mỏng đỏ, giãn mau mạch, da đang bong tróc, thì những cái tình trạng này hầu như các chị em đều rất là quan mang, rất là lo lắng đúng không ạ? Và tâm lý của chúng ta là sẽ muốn loại bỏ ngay lập tức. Ví dụ như mấy bạn mà bị mụn nè, là sẽ muốn loại bỏ ra mụn ngay, loại bỏ vết thâm của mụn ngay, rồi loại bỏ nám ngay. Và chúng ta sẽ đi tìm cái gì các anh chị? Chúng ta đi tìm cái gì ạ? Các anh chị bây giờ tương tác lên cho Ngân nha. Bây giờ mình đi tìm những cái thành phần làm trắng đúng không ạ? Vậy thì mình tìm cái gì nè? Mọi người có thể là ghi lên trên phun chat giúp cho Ngân được không? Để cho Ngân biết rằng là các anh chị trong phòng Zoom của chúng ta đang quan tâm, đang lắng nghe,
Và cái điều mà chúng ta tương tác này sẽ giúp cho mọi người nhớ rất là nhiều những cái kiến thức vững chắc như thế này. Chúng ta sẽ tìm cái gì để làm trắng nè? Chúng ta tìm thành phần gì để làm trắng các anh chị? À, Ngân đang thấy là tìm serum làm trắng da, đúng không ạ? Cảm ơn chị đại lý Hòa Phùng ha. Rồi còn ai nữa không ạ? Mình đi tìm cái gì để làm trắng? Tìm C. À, tìm C nè. Rồi tìm gì nữa ạ? Tìm abutin nè, tìm axit kojic vân vân, đúng không ạ? Nhưng mà sao các anh chị? Tức là chúng ta tìm cái sản phẩm, chúng ta tìm cái sản phẩm làm trắng, tìm những cái bảng thành phần làm trắng là đúng chứ không phải sai. Nhưng mà cái thời điểm của chúng ta áp dụng nó có thích hợp hay không, nó có phù hợp hay không, để làm gì? Để các cái sản phẩm này, thành phần này nó phát huy được cái tác dụng. Thì ở trên cái nền tảng y học của các anh chị, một cái làn da khỏe là một cái nền tảng vững chắc để thực hiện các cái giải pháp chăm sóc chuyên sâu sau đó. Các anh chị lưu ý ha. Vì vậy, khi chúng ta muốn loại bỏ những cái biểu hiện xấu ở trên da, ví dụ như loại bỏ sạm nám, loại bỏ vết thâm của mụn, loại bỏ mụn, thì chúng ta cần phải sao ạ? Chúng ta cần phải bình tĩnh các anh chị. Chúng ta cần bình tĩnh và chúng ta sẽ thực hiện các bước chăm sóc phục hồi da từ gốc. Tức là chúng ta cần phải làm cho da mình nó khỏe lên. À, đồng nghĩa với việc là hàng rào bảo vệ da khỏe lên, thì lúc đó nó mới có cái khả năng tiếp thu được, tiếp nhận được những cái thành phần dưỡng chất để mà điều trị làm trắng sáng da, tăng sinh collagen, hay là làm điều màu da, ức chế sạm nám, vân vân và vân vân. Và nó đem lại cái kết quả tốt, cao, đồng thời là nó lại ngăn ngừa những cái tác dụng phụ và làm cho cái liệu trình của chúng ta nó thành công, thay vì là chúng ta đi không có đúng thời điểm, chúng ta bôi thoa sản phẩm làm trắng điều trị không đúng thời điểm thì nó sẽ gây cái tác dụng phụ và nó có thể nguy hiểm cho làn da của mình nữa. À, cho nên là Ngân nhắc lại, chúng ta điềm tĩnh thực hiện các bước chăm sóc và phục hồi da từ gốc. Rồi, ở cái điểm này thì Ngân nghĩ rằng là các anh chị chúng ta đã hình dung rõ được rồi chưa? Chúng ta đã hình dung rõ được chưa? Và chúng ta có biết được tại sao cái thời gian vừa rồi mình làm trắng mà nó không trắng, mình bị ngứa da, mình bị mẩn đỏ, mình bị kích ứng da, có không ạ? Hoặc là mình bị sạm da, mình xài C, mình nghe nói C làm trắng, nhưng mà sao ạ? Mình lại bị sạm da, có không ạ? Có không các anh chị? Nếu có thì mọi người tương tác cho Ngân biết là có hoặc là không. Có anh chị nào có hoặc là có anh chị nào không bị luôn không? Dạ có. Rất là nhanh, Ngân đang thấy mọi người tiếp tục tương tác ha. Và Ngân cũng rất là cảm ơn khi các anh chị có cái lắng nghe và có cái tương tác như thế này. Rồi, có đúng không ạ? Vậy thì mình biết lý do chưa mọi người? Mình biết lý do chưa ạ? Là mình xài không đúng thời điểm, đúng không ạ? Mình xài không đúng thời điểm, da của mình đang bị yếu, đang bị tổn thương hàng rào bảo vệ da. Vậy thì bây giờ giải pháp là gì các anh chị? Chúng ta cần phải phục hồi, sau đó chúng ta mới đi đến sử dụng các cái sản phẩm chuyên sâu để điều trị. Và cuối cùng là khi mình điều trị rồi đó các anh chị, có cái thời gian để mà điều trị rồi, dùng những cái hoạt chất, những cái dưỡng chất mạnh để đi vào điều trị đúng cái vấn đề ở trên da chúng ta xong, thì sao? Chúng ta sẽ sử dụng các sản phẩm có thành phần phù hợp để mà dưỡng duy trì. À, bởi vì chúng ta, da chúng ta sẽ thay đổi mỗi ngày và lão hóa mỗi ngày, cho nên chúng ta cần phải duy trì. Rồi, các anh chị, như vậy thì chúng ta sẽ, Ngân đang thấy rằng là ở trên hình của chúng ta, Ngân muốn chia sẻ cho các anh chị chúng ta có một cái trường hợp như thế này nè các anh chị, để cho mọi người hình dung ha. Thì đây là hình của một chị khách hàng được đại lý gửi đến cho các nhóm tư vấn chuyên gia của Selficiency và nhờ tư vấn cái liệu trình để chăm sóc da cho chị này. Bởi vì á, là chị xài cái gì lên á, là cái này là cái phản hồi của khách hàng nha. Tức là chị ấy nói là da của chị rất là khô căng và sử dụng cái gì lên nó cũng ngứa, nó cũng nổi mẩn đỏ lên hết. Đó, và chị mới chụp hình cái nền da này là nền da đang là mọc nè các anh chị, không có dùng áp gì hết trơn á ha. Thì á, là các anh chị chúng ta sẽ thấy sao ạ? Nền da đang rất là khô. À, sắc da thì không có đều màu, bị sạm nám rất là nhiều, nền da cực kỳ khô. Và các anh chị có để ý cái vùng trán không nè? Cái da cực kỳ là
khô căng ra và chúng ta thấy rằng là nó mất đi cái độ đàn hồi, tức là nó có cái hiện tượng bị nhiễm corticoid và da nó bị teo, tức là cái collagen nó đang bị hủy hoại đó các anh chị, nó đang bị hao hụt dần. Rồi cho nên là da của chị này là mất đi cái độ đàn hồi luôn. Rồi da cực kỳ khô căng bong tróc. Và như vậy thì các anh chị lại nghe thêm một cái cảm nhận của chị ấy khi dùng sản phẩm điều trị á, thì chị ấy nói rằng là nó bị dị ứng, thoa kem chống nắng cũng dị ứng, à, thoa bất kỳ cái gì lên hoặc là rửa mặt lên thì nó cũng rất là rát và rất là đỏ và nó cực kỳ là khó chịu. Thì từ cái hình ảnh mà chị gửi qua cho mình và những cái phản hồi của chị thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ chẩn đoán đối với làn da này là sao các anh chị. Nếu như mà mình vậy nè, như biểu hiện này là các anh chị sẽ đi tìm làm trắng đúng không? Tại mình đang thấy da sạm hết trơn rồi nè, mình đang thấy có những vùng sạm nè, rồi những vùng da bị đỏ đỏ nữa nè, thì mình sẽ có cái gọi là cái phản xạ là mình sẽ đi làm trắng. Mình đang thấy đen mà thì mình làm trắng, à mình đang thấy đỏ thì mình muốn xóa nó đi, và mình cứ đi tìm sản phẩm làm trắng. Và đấy là mình sẽ không có ứng dụng sản phẩm đúng cái thời điểm và nó gây kích ứng ở trên da, cho nên là cứ thoa vô là bị ngứa, bị mẩn đỏ, kích ứng, và cái tình trạng da nó không cải thiện mà thậm chí nó còn stress hơn nữa các anh chị. Thì đây là một cái dẫn chứng, một cái nhân chứng cụ thể để mà Ngân giúp cho các anh chị chúng ta hình dung là đối với làn da vậy nè, nhưng mà mình vẫn không có sử dụng cái sản phẩm làm trắng liền, à mà mình cần phải phục hồi hàng rào bảo vệ da. À vậy thì bây giờ mình sẽ, à Ngân đang thấy là nhạy cảm, Ngân đang thấy có các anh chị chúng ta đã biết rồi nè, mình điều trị nhạy cảm sau đó điều trị nám, đồng ý luôn ạ, đồng ý luôn ạ. Cảm ơn chị đại lý Dương Trang ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu là phục hồi, điều trị và chăm sóc duy trì. Các chị thấy không? Cho nên cái này là mình phải bình tĩnh không ạ? Mình có nên bình tĩnh không ạ? Nên bình tĩnh. Không bình tĩnh cho bây giờ mình làm sao giờ? Mình đi lột, mình đi tẩy, hoặc là mình đi bôi làm trắng, thì 100% cam kết với các anh chị chúng ta là thất bại. Được chưa ạ? Rồi, thất bại. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái sản phẩm để mà giúp cho các anh chị chúng ta chăm sóc phục hồi. Thì tiêu chí của Cell Fusion C luôn luôn là làm đẹp khoa học và chăm sóc da bảo tồn. Thì các anh chị sẽ biết có 3 bước. Đó là bước làm sạch da, bước làm sạch da, sau đó là dưỡng, chăm sóc, dưỡng chuyên sâu, và chúng ta sẽ chăm sóc bảo vệ da, và luôn luôn cần phải có đầy đủ 3 cái bước này ha các anh chị, để đảm bảo được là đối với cái làn da đã bị tổn thương hàng rào bảo vệ da và làn da đang yếu rồi thì chúng ta cực kỳ kiểm soát nó và không thể nào mà chúng ta hời hợt được hết ha các anh chị. Cho nên là mình phải kiểm soát cái làn da này, bởi vì chỉ cần sai tí xíu thôi, mình làm sai, mình chọn đúng rồi nhưng mà mình thực hiện đâu đó sai trong những cái thao tác thì nó cũng làm cái sự khó chịu trên làn da và chúng ta ngày càng hoảng sợ nhiều hơn. Rồi, vậy thì bây giờ cái bước đầu là chúng ta sẽ đi đến bước làm sạch da các anh chị. Thì mình sẽ được bộ sản phẩm đề xuất, đó là cái bộ sản phẩm Biomi. Đây, các anh chị thấy là gel rửa mặt Biomi và nước cân bằng Biomi. Thì với cái thành phần có ở trong cái bộ sản phẩm này thì sẽ, thứ nhất đó là thành phần độc quyền P. Harrier của Cell Fusion C. Các anh chị để nếu đã dùng cái nước rửa mặt hoặc là cái toner low pH rồi thì chúng ta cũng sẽ nghe cái thành phần P. Harrier này, nó giúp cho cái độ pH ở trên da chúng ta sẽ đưa về cái độ pH trung tính để mà nó bình thường, với cái tương đương với cái độ pH bình thường của da. Và đặc biệt là những cái làn da đang bị tổn thương hoặc là những cái làn da đang bị cái tổn thương sau cái điều trị da liễu, tức là sau cái bắn laser, cái xâm lấn vô trong làn da của mình đó các anh chị ha. Tức là nói chung là da tổn thương thì chúng ta sẽ dùng được cái sản phẩm rửa mặt Biomi này. Và cái thành phần thứ hai là một cái thành phần được gọi là Nectar Biomi. Thì đây là một cái thành phần nó phục hồi làn da trở về cái trạng thái khỏe mạnh bằng cách nó sẽ kiểm soát được những cái vi khuẩn trú ngụ ở trên da, và nó sẽ cung cấp cho làn da chúng ta một cái hệ lợi khuẩn, tức là những cái vi khuẩn có lợi ở trên da của mình, và nó sẽ tăng cái sức đề kháng lên trên da của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái Nectar Biomi này á, thì sẽ
làm cho da của chúng ta nó sẽ dịu lại các anh chị. Khi mà nó đang dậy nhạy cảm á, thì nó sẽ rất là dễ bị kích thích. Và như vậy thì khi chúng ta dùng cái rửa mặt thông thường thì nó sẽ dễ làm khô da, căng da và nó kích thích cái sự kích ứng ở trên da của mình nữa. Cho nên là với cái thành phần Netta Biomi sẽ giúp làm dịu da. Và thành phần độc quyền là công nghệ NeoCMS, cũng như là kết hợp thêm một cái thành phần đặc biệt ở trong Biomi, đó là Ectoin. Thì đây là một cái loại protein, nó sẽ giúp tăng cường cái độ ẩm, thu hút được cái độ ẩm khi mà để tránh cho làn da của chúng ta bị mất nước do những cái tác động đến từ bên ngoài, ví dụ như tác động từ tia UV hoặc là tác động từ cái nhiệt độ cao, thì chúng ta dùng cái này nó sẽ giúp cho giữ lại được cái độ ẩm ở trên da của chúng ta. Và cái sản phẩm thứ nhất đó là cái gel rửa mặt Biomi. Thì đối với cái sản phẩm đây, đây là cái sản phẩm làm rửa mặt làm sạch. Thì trên tay của Ngân ha, đang cầm cái sản phẩm này các anh chị, chúng ta có nhìn rõ mà, thì là dạng gel trong suốt, gel trong suốt. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái thành phần đặc biệt có ở trong cái gel này, khi chúng ta rửa mặt, chúng ta tạo bọt và rửa lên trên da, thì mình sẽ thấy rằng là nó rất là dịu, bởi vì cái thành phần đặc biệt bổ sung đó là vitamin B5. Các anh chị chúng ta cũng sẽ hay nghe vitamin B5 có trong các cái loại kem dưỡng để phục hồi. Thì bây giờ đối với Biomi, ngay từ cái bước làm sạch là mọi người đã có được cái thành phần là vitamin B5 hay còn gọi là pantenol, để mà chúng ta sẽ cấp ẩm, dưỡng ẩm, làm dịu ngay từ cái bước đầu tiên. Và cái hoạt chất mà hoạt diện trên bề mặt tự nhiên, tức là nó sẽ tạo bọt và nó sẽ nằm ở trên bề mặt da thôi, và nó sẽ giúp làm sạch, loại bỏ được bụi bẩn, bã nhờn, bảo vệ cho làn da của chúng ta luôn luôn ẩm mượt. Tất nhiên là nó sẽ cân bằng được cái độ pH ở trên da và làm cho da chúng ta sẽ ẩm mượt mà không bị quá khô và căng. Mà cái biểu hiện khô căng là lý do mất cân đối cái độ pH và ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da. Cho nên ở cái bước làm sạch này thì các anh chị chúng ta cũng phải tuân thủ tuyệt đối, chúng ta lựa chọn sản phẩm phù hợp để mà chúng ta sử dụng là làm dịu và cấp ẩm, cân bằng được cái độ pH ở trên da. Rồi, đối với sản phẩm thứ hai, tức là sau cái bước rửa mặt xong các anh chị, chúng ta sẽ dùng cái toner. Chúng ta sẽ dùng cái toner cấp ẩm ha. Đây là sản phẩm ở trên tay của Ngân đang cầm ha. Thì chúng ta sẽ thấy nó có hai lớp, một cái lớp nước trong ở bên dưới và một cái lớp đục đục màu trắng ở trên. Thì khi các anh chị chúng ta xài thì chúng ta sẽ lắc lên như thế này. Chúng ta sẽ lắc lên để cho nó sẽ đồng nhất lại với nhau với cái hỗn hợp này. Thì đối với cái toner Biomi thì chúng ta cũng sẽ thấy với những cái thành phần đã được giới thiệu từ đầu là công nghệ NeoCMS nè, rồi P. Harrier độc quyền của Cell Fusion C và Netta Biomi á, thì chúng ta sẽ thấy đây là, Ngân nói thêm thì đây là một cái thành phần chiết xuất từ cái hoa cẩm cù hay còn gọi là hoa lan đó các anh chị. Mà đây là một cái dạng mà thân dây leo. Thì tí xíu nữa là Ngân sẽ có, à hồi nãy Ngân có cái hình đó mà, để cho các anh chị chúng ta dễ hình dung. À đây, đây là cái hoa, hoa cẩm cù ha. Thì đây là một cái thành phần nó sẽ giúp cho mình trong được chiết xuất từ cái loại hoa này, và nó sẽ giúp làm dịu da, kháng viêm nữa các anh chị. Thì đây là một cái thành phần đã được sử dụng để mà làm dược liệu từ lâu đời rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy ứng dụng ở trong cái bước làm sạch da, trong cái sản phẩm làm sạch da của Biomi. Và chúng ta đi tới cái bước là toner. Thì sau cái bước rửa mặt rồi, chúng ta sẽ dùng cái toner Biomi và nó sẽ một lần nữa là cân bằng độ pH trên bề mặt da của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng là kiểm soát được cái hệ vi sinh, những cái lợi khuẩn có ở trên bề mặt da của mình, và nó sẽ tăng cường để mà làm mạnh hàng rào bảo vệ da. Rồi, một cái thành phần dưỡng ẩm đặc biệt có trong toner này mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó cung cấp độ ẩm cao gấp 20 lần so với hyaluronic acid mà các anh chị chúng ta hay nói là HA đó. Mình đi tìm vitamin, mình đi tìm serum HA, kem dưỡng HA đó, thì ở đây cái toner của chúng ta đã có một cái thành phần dưỡng ẩm ở trong đây, đó là cái beta-lucan. Beta-lucan thì nó sẽ cấp ẩm gấp 20 lần
nhiều hơn 20% so với cái HA, và nó giúp cho da chúng ta sau cái bước cân bằng này thì nó sẽ ẩm, nó sẽ mịn hơn, và giúp cho cái hàng rào bảo vệ da chúng ta được tăng cường cái sức mạnh lên nhiều hơn nữa, và bảo vệ ngay từ bước làm sạch và cân bằng. Rồi sau đó thì các anh chị chúng ta sẽ thoa cái dưỡng, và ở đây chúng ta chỉ xài một loại dưỡng duy nhất thôi, đó là Intensive Lotion, là sữa dưỡng bao bọc vết thương. Chúng ta sẽ thấy hàng rào bảo vệ da trên da chúng ta đang bị suy yếu, tức là nó giống như nó đang có cái vết thương đó anh chị. Thì mình sẽ thoa cái sữa dưỡng y tế này lên. Thì đây là cái dạng chai sữa dưỡng y tế như thế này các anh chị. Nó sẽ có cái màu trắng đục và nó không có mùi, hoàn toàn không mùi, và phù hợp được cho cả da của trẻ em và những cái người cao tuổi, người lớn tuổi, là hàng rào bảo vệ da cũng đã suy yếu thì đều sử dụng được sữa dưỡng y tế. Và khi mà chúng ta bôi cái sữa dưỡng này lên thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường có cái độ ẩm để phục hồi da chúng ta khi bị dị ứng, da tăng sắc tố, da đang bị rối loạn sắc tố và da đang có những cái tổn thương khô, viêm hay là bong tróc ở trên da. Và chúng ta sẽ thấy rằng là thành phần đặc biệt có trong cái sữa dưỡng y tế này là gì? Đầu tiên đó là cái phức hợp bảo vệ da Resin Barrier Complex, tức là chúng ta sẽ thấy với cái phức hợp này thì cái sữa dưỡng nó sẽ có ba cái bước nha các anh chị. Chúng ta thoa lên và nó sẽ thẩm thấu vào trong da của mình và nó sẽ chăm sóc cái tình trạng viêm ở bên trong, tức là cái diễn tiến viêm da nó đến từ ở bên trong và nó đưa cái biểu hiện ra bên ngoài, thì nó sẽ giảm viêm và nó giảm cái tình trạng da chúng ta bị ngứa đó. Rồi cái thứ hai thì nó bao bọc ở bên ngoài thì nó sẽ tương thích với cái lớp màng lipid của da, tức là hàng rào bảo vệ da, và nó sẽ lưu giữ cái, tạo cái môi trường giữ lại cái độ ẩm ở trên bề mặt da của mình để da mình không có khô, không có căng, thì nó giảm ngứa và nó sẽ ngăn ngừa được cái tình trạng tăng sắc tố tiếp tục. Rồi và cái bước thứ ba là nó là một cái như là một cái băng cá nhân như đó các anh chị, như cái miếng băng cá nhân như đó. Mình khi mình thoa lên thì thay vì là mình lấy cái miếng băng mình dán lên, mình lấy cái gạt mình dán lên, thì mình lại thoa cái sữa dưỡng này vô thì nó có cái tác dụng là bảo vệ da của chúng ta như là một cái miếng băng cá nhân. Và chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo được cái màng để mà nó ngăn ngừa cái sự ma sát tiếp tục hoặc là cái sự tác động tiếp tục từ các cái tác nhân ở bên ngoài lên trên cái vùng da đang bị tổn thương của mình. Rồi vậy thì nó sẽ hoạt động, các anh chị hình dung như một cái tấm phim để bảo vệ ở trên bề mặt da đối với cái sữa dưỡng y tế hay còn gọi là Intensive Lotion. Và bước cuối cùng chúng ta sẽ dùng đó là kem chống nắng. Ngân sẽ có nhắc lại thêm với các anh chị một cái thông tin quan trọng ở trong cái thành phần của cái Intensive Lotion, tức là nó có một cái thành phần đến từ thiên nhiên là hạt nhục đậu khấu các anh chị. Thì đây là cái thành phần giúp giảm viêm da. Nếu như mà các anh chị thấy rằng là đối với việc chúng ta dùng thuốc thì chúng ta dùng không có thể nào dùng trong một thời gian dài. Chúng ta cần có cái thời hạn, có cái liều lượng. Và đối với trẻ em thì cũng cần có những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng thuốc. Còn riêng đối với cái dược mỹ phẩm và với cái thành phần từ thiên nhiên như thế này sẽ giúp cho các anh chị chúng ta dùng á, thì mình sẽ không có cái tác dụng phụ khi chúng ta sử dụng lâu dài ha. Cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm khi chúng ta đã phục hồi rồi, hết trên da của mình nó đã cải thiện, đã có được cái kết quả tốt rồi, thì các anh chị đề phòng vẫn có thể tiếp tục sử dụng cái Intensive Lotion, cái bước làm sạch Biome tiếp tục sử dụng bình thường, tức là chúng ta đề phòng hoặc là chúng ta chăm sóc duy trì thì mình vẫn sử dụng được cái bước làm sạch và tới cái bước dưỡng ha. Rồi thì Ngân đi đến cái bước cuối cùng là các anh chị chúng ta đối với cái bất kỳ làn da nào thì các anh chị cũng cần phải bảo vệ da, tức là chống nắng các anh chị. Bởi vì chống nắng là một cái tấm khiên ở bên ngoài để mà bảo vệ cho da của mình tránh những cái tác động từ ở bên ngoài, tia UV nè, rồi những cái ánh sáng xanh nè đó. Vậy thì đối với cái kem chống nắng được đề xuất cho chúng ta dùng trong cái trường hợp phục hồi da
hàng rào bảo vệ da bị yếu, bị tổn thương, thì các anh chị chúng ta sẽ dùng My Care Sun Cream. My Care Sun Cream. Và ở trong cái sản phẩm này thì các anh chị sẽ thấy có một cái thành phần, tiếp tục có một cái thành phần dưỡng ẩm nữa để phục hồi, đó là vitamin B5. Và cái sản phẩm nó sẽ, khi các anh chị thoa thì nó sẽ có một cái kết cấu rất là mềm, rất là mượt, và nó cũng tương thích với cái lớp màng ở trên da của mình, cho nên là chúng ta thoa lên là nó sẽ thấm vào da và nó sẽ bật tông lên hơn một tí xíu thôi, bật tông hơn tí xíu so với màu da của mình. Đó là cái chuỗi sử dụng, cái chuỗi ceramide dài, nó tương thích với cái lớp màng lipid của da, cho nên là chúng ta thoa thì nó sẽ ăn vào trong da của mình. Rồi, và cái thành phần cuối cùng có ở trong cái sản phẩm kem chống nắng My Care Sun Cream, đó là thành phần zingosic. Đây là một cái thành phần kháng viêm và làm dịu da, và nó sẽ không có mang lại cái tác dụng phụ. Và một lần nữa thì các anh chị lại thấy rằng là đối với My Care Sun Cream thì chúng ta lưu ý ở trên cái thông tin về sản phẩm, mình sẽ thấy cái SPF 50 cộng và cái PA 4 cộng, tức là cái khả năng lọc tia UVA, UVB lên đến 95-98% khi chúng ta sử dụng. Và lưu ý là các anh chị chúng ta bôi thoa một lớp mỏng lên xong rồi thì mình sẽ giúp cho cái độ bảo vệ nó được cao nhất và đầy đủ các anh chị. Thì chúng ta nên bôi thoa thêm một cái lớp nữa sau khi cái lớp đầu tiên chúng ta bôi lên rồi và nó thẩm thấu rồi, thì mình sẽ bôi lên thêm một cái lớp nữa. Đó là cái cách dùng. Thì tí xíu Ngân sẽ có, nếu như mà các anh chị chúng ta cần cái hướng dẫn sử dụng thì Ngân sẽ nhắc lại cho chúng ta cái trình tự sử dụng ba cái bước này để cho các anh chị chúng ta lưu ý. Bởi vì đây là cái trường hợp da đang yếu thì các anh chị cần phải biết rõ được các cái sản phẩm và cái thao tác sử dụng như thế nào để nó đạt được cái kết quả cao nhất. Rồi, được không ạ? Rồi, vậy thì đấy là ba cái bước mà Ngân đã giới thiệu cho tất cả các anh chị và các bạn trong cái việc phục hồi một cái làn da yếu, một làn da bị tổn thương, hoặc là chúng ta cần đề phòng, hoặc là chúng ta cần chăm sóc, duy trì, thì chúng ta đều có thể sử dụng được cái bộ sản phẩm này. Và có một cái tin vui nữa cho các anh chị đó, tức là đối với các cái bạn mà mới sử dụng mỹ phẩm lần đầu tiên, và hoặc là ngược lại đối với các bạn xài quá nhiều mỹ phẩm rồi á, thì da mình bị stress luôn á, thì mình có thể tiếp cận cái bộ sản phẩm này ngay từ cái bước đầu tiên, tức là một cái sự lựa chọn an toàn nhất và luôn luôn cần thiết đối với tất cả các cái làn da để chúng ta sử dụng sản phẩm. Rồi, vậy thì đây là cái trình tự sử dụng Ngân, các anh chị chúng ta có thể xem lại ha. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cái sữa rửa mặt, là cái gel rửa mặt ha, gel rửa mặt thì nó dạng gel trong suốt như thế này. Các anh chị chúng ta sẽ bơm một cái lượng vừa đủ ra tay của mình, lúc này tay đã được làm sạch rồi nha, trên tay của chúng ta đã được làm sạch, và chúng ta bơm một lượng vừa đủ, 1 ấn 2 ấn ra tay của mình tùy theo cái làn da của mình. Rồi sau đó mình cho nước vào và mình tạo bọt trên tay, và sau đó mình đưa cái bọt lên trên bề mặt da và massage theo chiều cấu tạo da nhẹ nhàng như thế này, càng nhẹ càng tốt, tránh chà sát mạnh vào trong da. Rồi khi mà chúng ta đã massage xong đâu đó khoảng chừng 15 giây 30 giây thôi, mình sẽ rửa lại bằng nước sạch và lấy khăn mình sẽ thấm ở trên bề mặt da, thấm khô như thế này. Rồi, được chưa ạ? Đó là chúng ta sẽ đi cái bước rửa mặt. Và một ngày thì các anh chị chúng ta dùng 2 lần. Ngân khuyên đó là mọi người có thể là dùng buổi trưa và buổi tối, tức là buổi sáng thì có thể mình chỉ cần dùng nước sạch mình rửa mặt lại là được rồi, và buổi trưa thì từ sáng cho đến trưa nó tới mấy tiếng đồng hồ các anh chị chúng ta di chuyển ở bên ngoài rồi chúng ta sẽ bị bụi bẩn bã nhờn gì đó, cho nên rằng là mình buổi trưa mình sẽ dùng cái rửa mặt này, và buổi tối thì thông thường là mọi người hay nói là buổi sáng và buổi tối, nhưng bây giờ Ngân nói rõ hơn là có thể dùng buổi trưa hoặc buổi tối, hoặc một số cái trường hợp mà nhạy cảm quá mức thì, và mới cái bước đầu làm quen với sản phẩm, thì các anh chị dùng một buổi trong ngày thôi là buổi tối vẫn được. Mình cân nhắc với làn da của mình và cái điều kiện, cái môi trường xung quanh của mình ha. Rồi, sau khi các anh chị làm sạch xong thì chúng ta sẽ dùng cái toner. Bắt đầu là mình sẽ lắc cái chai toner này lên và cho một cái lượng vừa đủ vào cái bông cô tông, và mình lao nhẹ theo chiều cấu tạo da từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Và các chị nhớ là mình sẽ cho cái toner này ra cái bông cô tông, ướt cái bông cô tông, tránh cái việc là chúng ta để cái bông cô tông
nó còn có những cái phần nó không có thấm ướt mà nó tác động lên trên da của mình thì nó cũng sẽ gây cái ma sát và khó chịu, dễ bị kích ứng. Cho nên là mình sẽ làm ướt cái bông cô tông bằng cái nước toner này và mình lao nhẹ lên trên bề mặt da theo chiều cấu tạo da. Nhớ là nhẹ thôi nha mọi người, nhớ nhẹ nhàng nâng niu làn da của mình. Thì cái da của Ngân hôm nay á là Ngân đã làm sạch rồi, nhưng mà Ngân không có trang điểm, không chưa có bôi thoa gì lên hết, có tí xíu vẽ chân mày với lại son môi thôi. Và để mà Ngân có thể là Ngân test cho các anh chị chúng ta là cái sữa dưỡng lên trên da của mình. Thì đây cái chai sữa dưỡng ha, thì coi như là da của Ngân đã làm sạch và thoa cái toner xong, thì Ngân sẽ bơm một cái lượng vừa đủ cái sữa dưỡng. Các anh chị lưu ý nè, ví dụ như cái làn da của chúng ta bắt đầu là kích ứng đó, thì bắt đầu chúng ta bị mẩn đỏ trên da, bị khô, bị bong tróc gì đó, thì mọi cái tác động lên trên da của mình lúc này đều phải rất là nhẹ nhàng. Các anh chị chúng ta sẽ thoa lên, chấm đều lên các cái điểm ở trên da mặt của mình ha. Mình lấy cái kiến. Rồi, chúng ta sẽ chấm đều lên mấy điểm trên da mình như thế này. Đó, đầu tiên thì chúng ta thoa một cái lớp mỏng thôi mọi người, thoa một lớp mỏng thôi ha. Đây, Ngân sẽ chấm đều lên. Màn hình các anh chị đang thấy rõ không? Rồi, cái này là nó là dạng sữa màu trắng trong suốt và nó rất là mềm, cho nên là mọi người đầu tiên nên mình chấm lên mấy điểm ở trên da như thế này thôi, đừng có chấm li ti quá nhiều ha. Thì nếu mà nó thừa quá thì chúng ta sẽ khó điều chỉnh lại được. Còn chúng ta để thiếu, nhưng mà mình chút nữa mình thoa xong thiếu chỗ nào mình thoa lên chỗ đó, tránh sử dụng quá nhiều bóng nhảy lên trên da của mình hết thì nó thừa, và nó thậm chí là nó sẽ gây ra cái việc là mình cảm giác nó không có tiện, là nó bóng nhờn ở trên da của chúng ta. Thì đó là một cái lưu ý cho các anh chị khi sử dụng sữa dưỡng Intensive Lotion để phục hồi hàng rào bảo vệ da. Rồi, bắt đầu mình sẽ thoa ha, mình thoa nhẹ như thế này theo chiều cấu tạo da ha. Rồi, bắt đầu là từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên ha. Đầu mình thoa theo chiều cấu tạo da. Thường thì đối với cái sữa dưỡng này nè các anh chị, thì khi mà chúng ta thoa, khi chúng ta thoa trên mặt xong đó, thì Ngân cũng khuyên là mình sẽ thoa cái vùng cổ của mình luôn ha, bởi vì nó cũng sẽ giữ ẩm được cho cái vùng da cổ của mình ha, và giúp cho da cổ của chúng ta sẽ mềm mại để mà ngăn ngừa cái việc hình thành nếp nhăn ha. Đó, Ngân cũng sẽ thoa ở vùng cổ của mình sau cùng ha. Rồi, sau khi mình thoa cái sữa dưỡng xong thì mình sẽ có thể là mình hỗ trợ mình dùng 10 cái đầu ngón tay này, mình sẽ vỗ nhẹ trên bề mặt da như thế này. Và hoặc là các anh chị chúng ta sẽ có thể là massage nhẹ nhàng ở trên da của mình, được không ạ? Rồi, bắt đầu tới cái bước cuối cùng là ban ngày thì chúng ta cần phải thoa kem chống nắng. Thì chúng ta sẽ cũng xài giống như sữa dưỡng như đó các anh chị. Chúng ta cũng dùng giống như sữa dưỡng ha. Chúng ta cũng sẽ chấm đều lên các điểm ở trên da của mình và vỗ nhẹ hoặc là chúng ta thoa ha. Rồi, đối với cái My Care thì nó cũng sẽ, cái kết cấu cũng sẽ cực kỳ là mỏng. Cực kỳ là mỏng. Thì cái lượng mà các anh chị chúng ta dùng thì một lần á, là chúng ta sẽ dùng khoảng một lượng là khoảng một ngón tay kem chống nắng đưa lên trên da của mình như thế này. Nhưng mà giờ là buổi tối, thành ra là Ngân không có sử dụng nhiều. Ngân chỉ cần thoa một cái lớp mỏng lên trên da để cho các anh chị chúng ta xem thôi ha. Thì đây là kem chống nắng phổ rộng và là kem chống nắng vật lý 100%, vừa có cái tác dụng là bảo vệ da trước tia UV và có tác dụng là chống cái ánh sáng xanh đến từ cái các cái thiết bị điện tử ở trong nhà của chúng ta nữa. Thì cái cách dùng là chúng ta sẽ thoa chấm đều các điểm ở trên da như thế này. Đó. Và cái bước đầu tiên á các anh chị, thì chúng ta nên thoa một cái lớp mỏng thôi, nên thoa một lớp mỏng thôi ha. Tránh cái việc là một lần mà chúng ta đưa lên quá nhiều. Chúng ta thoa một lớp mỏng, sau đó thì mình sẽ thoa thêm một cái lớp nữa để nó có đủ cái khả năng bảo vệ và sao an toàn khi mà chúng ta đi ra bên ngoài, đúng không ạ? Chứ có nhiều bạn thì chúng ta dùng quá ít, chúng ta thoa một cái lớp mỏng lét thì nó không có đủ khả năng bảo vệ,
À, không đủ khả năng che phủ. Có quá nhiều bạn thì dùng một lần đầy lên hết, tại vì cho nó đủ cái lượng, nhưng mà nó sẽ dễ bóng ở trên da của chúng ta. Cho nên là cái bí quyết là các bạn thoa từng lớp, thoa lớp này xong, thẩm thấu xong, thoa thêm lớp nữa, được không ạ? Rồi, bây giờ bắt đầu là Ngân sẽ vỗ nhẹ trên bề mặt da như thế này. Rồi, chúng ta vỗ nhẹ thôi ha. Rồi, những cái vùng như là vùng mắt của chúng ta nè, thì chúng ta cũng vẫn phải thoa lên luôn nha. Chứ để thôi mình bảo vệ trên cái mặt, xong rồi da mắt thì mình không có thoa, thì nó sẽ ảnh hưởng tác động lên trên cái vùng da này và làm cho mắt của chúng ta nó bị thâm ha. Đối với cái mũi thì Ngân sẽ vuốt nhẹ như thế này. Rồi vùng mắt Ngân cũng sẽ vuốt nhẹ như thế này. Đó. Từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên ha. Chúng ta sẽ vuốt nhẹ như thế này. Những cái vùng góc mắt nè, vùng chân tóc nè. Đó, còn những cái vùng da lớn ở bên ngoài như thế này thì chúng ta sẽ vỗ nhẹ ha. Rồi. Đó là Ngân đã hoàn thành xong cái bước dưỡng da, làm sạch nè, rồi dưỡng nè, rồi thoa chống nắng. Rồi chống nắng là thoa luôn cái phần cổ nha. Chống nắng là chúng ta sẽ thoa luôn cái cổ như thế này. Rồi để đảm bảo là da mặt và da cổ đều đẹp. Đúng thôi, da mặt đẹp, da cổ thì ghê. Rồi được chưa ạ? Thì ban ngày á, thì Ngân khuyên các anh chị, khi chúng ta đã thoa một cái lớp này xong, chúng ta sẽ thoa thêm một cái lớp chống nắng nữa để đảm bảo được cái khả năng bảo vệ da của chúng ta được ở cái mức cao nhất. Được chưa? Thì đó là trình tự sử dụng và cái cách dùng, một số cái bí quyết dùng để giúp cho chúng ta vừa cải thiện được hàng rào bảo vệ da của mình, an toàn, phục hồi da, và mình lại có được một cái lớp ở bên ngoài đẹp, bóng đẹp, sáng khỏe hơn. Cho nên là mình thấy là có thích không ạ? Các anh chị có thích không ạ? À, Ngân đang thấy. Ủa tự nhiên, ở đây thì có bill da có sưng đỏ không nha? Rồi, nếu bạn đang hỏi về cái TA Toning Bill, thì là bill không sưng đỏ, không bong chóc, không khô rác gì hết ha. Và nếu như mà bạn muốn biết rõ hơn, thì bạn hãy vào cái chương trình vào tối thứ bảy hàng tuần á, thì sẽ có cái chương trình làm đẹp cuối tuần cùng với Self Vision C, trong đó có những cái trải nghiệm thực tế của các bạn, các anh chị đại lý sử dụng peel da, thì sẽ cho mình những cái thông tin rất là giá trị và cái hình ảnh đó trên Zoom á, cho mọi người thấy rằng khi mà xài peel thì có những cái biểu hiện như thế nào, có những thay đổi gì sau khi chúng ta peel xong. Rồi, vậy thì Ngân đã hướng dẫn cho các anh chị chúng ta trình tự sử dụng hàng ngày của cái bước là dưỡng phục hồi bảo vệ hàng giải pháp để chăm sóc khoa học cho làn da khi mà da chúng ta bị tổn thương hàng rào bảo vệ da. Rồi, được chuyên gia kèm sát một một cho mình về cách hướng dẫn sử dụng sản phẩm, về giải pháp và sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả cho làn da của chúng ta. Rồi, được chưa ạ? Các anh chị chúng ta đã nắm thông tin hết rồi đúng không? Rồi, Ngân cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe thông tin của Ngân rất là nhiều. Vậy thì bây giờ không biết là các anh chị chúng ta đang có cái câu hỏi gì trong cái chương trình ngày hôm nay để Ngân và bác sĩ có thể hỗ trợ trả lời cho các anh chị không? Thì Ngân xin nhường mic lại cho MC Ngọc Thanh của chúng ta ha. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Vâng, ngày hôm nay rất cảm ơn bác sĩ Quyền và chị Ngân đã đưa ra những kiến thức rất là bổ ích cho các anh chị mình về vấn đề chăm sóc da cho làn da yếu. Và nếu như anh chị mình có câu hỏi, mở mic mình lên hỏi luôn chị Ngân ạ. Bạn em ấy bị cái cả chị Ngân ạ. Bạn em ấy bị cái da mặt thì phải hồng hào đấy, nhưng mà bị nám chút chút ở đây nè. Da của bạn là có cái nám ở hai bên cái vùng mắt, tức là cũng ít thôi, còn toàn bộ những cái chỗ vùng da khác ở trên mặt thì còn sáng khỏe hồng hào. Có khỏe đúng không ạ? Sáng khỏe hồng hào. Thì bây giờ khi mà bạn đi đến spa thì bạn đang được là tư vấn là sẽ bắn cái nám đó đi, đúng không? Nhưng mà bây giờ bạn Lý Hùng thì còn đang hoang mang là không biết có nên hay không, bởi vì cái vết nám ở trên cái vùng mắt là ít và mờ, không có nhiều. À, cho nên là bây giờ là muốn được là tư vấn mình sẽ nên lựa chọn cái phương pháp nào. Rồi, để trả lời cái câu hỏi này á, thì á, là thật ra... Ơi! Dạ. Năm chị chúc là bạn ấy cũng đang sử dụng sản phẩm bên mình. À, đang có sử dụng Self Vision C rồi. Vậy thì là bạn đang đã sử dụng sản phẩm đầy đủ chưa, hay là chỉ có dùng một trong những cái sản phẩm của Self Vision C thôi?
và đã được tư vấn chưa? Hôm rồi ấy thì tôi sử dụng cái bộ nguyên bộ ba triệu bộ chỉ nám luôn ấy, là 4 triệu mấy ấy. Lần trước là mua một bộ là 3 triệu mấy rồi, xong rồi là cái bộ nám là 4 triệu 9 hay 4 triệu mấy em không nhớ. Nói chung á, là bây giờ như vậy đi, tức là cũng đã có sử dụng sản phẩm của Cellfusion C rồi, nhưng mà mình chưa có rõ sản phẩm nào, thì thôi bây giờ Ngân cũng sẽ trả lời chung cho cái hướng để mà mình có thể là nắm bắt được cái vấn đề trên da của mình đang là vấn đề gì và mình sẽ cân nhắc để mà mình sử dụng. Đầu tiên á, tức là cái nám ở trên da của bạn ấy á, mình phải biết được đó có phải là cái tình trạng nám da hay không. Bởi vì cái tình trạng mà những cái đốm nâu ở trên da đó thì nó sẽ có nhiều cái bệnh lý. Thứ nhất là đồi mồi tàn nhang, hay là nám mảng, hay là nám sâu, rồi và những cái bệnh lý da khác nữa. Nhưng mà nếu như mà ví dụ như chúng ta sẽ nói về nám thì bạn này là ở cái độ tuổi là nếu như mà ngoài 30 á, thì thường là các chị em cái độ tuổi ngoài 30 sẽ rất là dễ cái tình trạng nám hai bên cái má của mình như thế này. Và cái nguyên nhân của nó đến từ cái việc là một á, là đến từ cái yếu tố nội sinh, như là cái thay đổi về cái nội tiết tố nè, hoặc là cái về cái di truyền nữa. Tức là cái người ta thấy rằng, các cái chuyên gia thấy rằng là cái việc mà ở trong gia đình của mình có cái người có cái bệnh lý nám da đó thì mình á, sẽ có dễ có cái bệnh lý nám da đó. Rồi cái yếu tố ngoại sinh là ví dụ như bạn bị đi nắng nhiều, bạn đi nắng nhiều và bạn không có dùng cái kính che mắt, không có dùng cái kem chống nắng bảo vệ đó, thì sẽ dễ bị cái tác động của cái tia UV lên trên da. Nhưng mà Ngân đang để ý rằng là tại sao là mình đang nám ở hai bên cái vùng mắt thôi, thì cái đó cái yếu tố đầu tiên nó cũng đến từ cái tia UV mà chúng ta không có cái thói quen bôi thoa kem chống nắng, hoặc là bôi thoa chưa đủ chừa cái vùng mắt ra, hoặc là chúng ta không có dùng kính che mắt đó. Thì bạn sẽ coi được các cái nguyên nhân gây nên cái tình trạng nám này và đúng là cái bệnh lý nám hay không. Rồi, và như vậy thì cái giải pháp là sao? Một là mình sẽ dùng các cái biện pháp bôi thoa chăm sóc da hàng ngày, là mình sẽ sử dụng các cái sản phẩm như ba bước Ngân đã chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay: làm sạch, dưỡng và bảo vệ. Thì đối với cái bệnh lý về nám thì ở cái bước dưỡng á, nếu như mà da của bạn ấy khỏe như bạn nói, thì đối với cái bước dưỡng á, chúng ta sẽ thay thế cái Intensive Lotion bằng cái bộ YQC-B12 của Cellfusion C, gồm một tinh chất và một cái kem dưỡng. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng kết hợp một tuần một lần, là chúng ta dùng cái giải pháp TA Toning Peel, tức là chúng ta sẽ ức chế cái sắc tố đến từ ở bên trong, tức là chúng ta ngăn được cái quá trình vận chuyển của melanin lên trên. Chúng ta cần phải ngăn chặn cái sắc tố, cái quá trình vận chuyển của cái sắc tố lên trên bề mặt da của mình, thì mình mới mong là mình sẽ không có đưa lên những cái vết nám mới. Khi mình đã sử dụng cái YQ, nó đã làm mờ đi rồi, nó chăm sóc cái ở bên ngoài rồi, nó chuyển dạng cái melanin đã hình thành rồi, tức là da chúng ta sáng màu lên. Nhưng mà chúng ta dùng cái TA Toning Peel để nó ức chế từ ở bên trong, tức là con đường vận chuyển nám lên trên bề mặt da của chúng ta nữa. Và có như vậy thì chúng ta đang có là peel, và chúng ta sử dụng cái sản phẩm hàng ngày của Cellfusion C, chắc chắn là bạn phải dùng ha. Nhưng có một số cái loại nám mà ví dụ như là nám những cái đốm, nám nó tách ra thành từng đốm như thế này, thì có thể là bạn sẽ phải có kết hợp cái laser công nghệ cao, tức là mình sẽ dùng cái ánh sáng để mà bắt lấy những cái sắc tố màu đó. Tuy nhiên rằng là cái việc là chúng ta sử dụng cái laser thì bạn sẽ cân nhắc là gì, bạn đến cái nơi có uy tín và được chuyên gia người ta sử dụng máy, cũng như là cái máy laser nó cũng phải đạt cái tiêu chuẩn và chất lượng thì nó mới đảm bảo cái độ ổn định khi mà bắn lên trên da của mình, để tránh tổn thương những cái làn da khác. Thì khi mà tổn thương á, thì cái tác dụng phụ của nó là gì? Tác dụng phụ của nó là làm cho tăng sắc tố lên nhiều hơn, tức là ban đầu bạn đậm màu khoảng 50%, nhưng mà sau khi đi bắn về thì đa phần các bạn sẽ bị nặng hơn 80-90% so với cái ban đầu, tức là chúng ta bị tăng sắc tố sau viêm do xâm lấn bằng công nghệ cao. Vậy thì quay trở lại là cái việc bạn cân nhắc sử dụng nên sử dụng laser hay không ha. Nhưng mà còn cái việc là bạn dùng cái dưỡng hàng ngày và cái chống nắng là cực kỳ quan trọng,
và cái TA Turning Bill để hỗ trợ ngay từ bây giờ, thì bạn sẽ đi cái này trước để bạn sẽ thấy nó là có cải thiện trên cái làn, trên cái làn da nám của mình rồi, thì mình cứ duy trì và mình sử dụng thôi. Thay vì mình lựa chọn cái công nghệ cao thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ nhiều hơn ha, và nó cần phải đảm bảo là bạn phải có cái thời gian để bạn đi điều trị nữa ha, tức là mình không có chủ động được cái thời gian á, mình phải có thời gian mình đi mình điều trị. Dùng lúc nào thì cái bước mà làm sạch xong đó chị ha, tức là mình dùng cái rửa mặt rồi nè, rồi mình lau cái toner, lau cái toner rồi thì tuổi phải không? Dạ tuổi hả? Ambu là chị có thể dùng được tối và sáng luôn ha. Thì ở đây đang có là nhiều loại ambu lắm chị, cho nên là chị có thể dùng được tối và sáng sau cái bước làm sạch da. Nếu mà chị dùng ban ngày thoa ambu xong chị sẽ thoa chống nắng, còn nếu mà chị dùng ban đêm thì chị làm sạch da xong thoa ambu xong rồi mình đi ngủ, đúng không ạ? Ủa không chứ, con chợ kem kem sạn cái tính chất với lại cái kem không trận giá nè má. Rồi nếu như mà chị có nếu như mà chị có cái kem trắng da luôn thì chị thoa ambu sau đó rồi chị mới bắt đầu thoa kem sáng da. Rồi rồi ok em. Tức là cái nói ambu là cả ngày cả đêm thì vẫn được thì là được rồi, ok dạ, rồi. Dạ. Tại vì chị sợ mình, tại vì lúc nãy em nói là ban ngày là không phải ambu. Chị lấy không phải nó. Dạ, rồi vậy là bây giờ chị rõ rồi ha, ambu có thể xài được ngày và đêm. Rồi tại vì chúng ta hẳn là chị. Chị có hai cái mụn đây này là nó khỏi, từ nó khỏi. Dạ. Có một cái thì chị khảy nó ra, còn chị, một cái thì... chị bớt, chị bớt đụng lên nó. Chị mà quào đó là nó dễ bị thâm lắm. Cố gắng cố gắng hạn chế tránh tiếp xúc lên bề mặt da và tác động lên trên đó. Nói chung mình mà bị cái vùng này mình không nên đụng chạm nhiều tại vì nó hay dễ bị sưng lắm. Làn da bình thường không mụn, nám da có lỗ chân lông to có sử dụng bộ sản phẩm vừa học được không? Thì em cũng có thấy chị Bùi Thủy đang ở trên Zoom này, thì chị Thủy có thể mở mic ra mình giao lưu cùng với chị Ngân để có thể hiểu câu rõ, hiểu rõ câu hỏi hơn không? Xin chào cả nhà. Bữa nay chị mới vô cái chương trình này là kỹ từ đầu đến cuối luôn á. Tại vì hồi giờ là chị Thủy không có quan tâm đến cái việc là da của mình. Bình thường thì da chị Thủy cũng đã khỏe rồi, nó không có bị mụn, cũng không có bị nám, nhưng mà đều có cái lỗ chân lông chị hơi to. Chị nghĩ là cái trước đây chị bị da dầu sao, nó hơi dầu một xíu á. Chị bây giờ chị muốn sử dụng, chị hiện tại là mua ambu về rồi cũng để đó chưa sử dụng luôn. Chị lâu lâu thỉnh thoảng thì mới xài tới kem chống nắng, phải nói là rất là lười xài. Hồi giờ chị không có xài mỹ phẩm. Bây giờ chị muốn mình muốn cái da nó đẹp hơn, nó săn chắc, là cái lỗ chân lông hơi nó nhỏ lại để với lại để mình dễ bán cái sản phẩm này em. Dạ rồi, em chào chị Bùi Thủy ở Nha Trang ha, em rất cảm ơn câu hỏi của chị, và chị là thành viên mới ngày hôm nay đúng không ạ? Không, chị cũng hai bữa rồi nhưng mà chị ít chú ý, tại nói chung là chị hồi giờ chị không có quan tâm tới mỹ phẩm. Dạ rồi, bữa nay vậy là mình có duyên, mình ngay từ đầu chị đã tham gia ngay từ đầu Zoom luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ rồi, vậy thì bây giờ em sẽ có câu trả lời cho da, cho trường hợp của chị ha, cũng như là Ngân nghĩ rằng đây cũng là một cái có nhiều chị em đang rất là quan tâm về cái vấn đề này, tức là làn da là bình thường không có bị mụn hay nám gì nhiều, nhưng mà mình muốn cho da của mình khỏe lên và mình muốn có lỗ chân lông nó nhỏ lại, thì ở đây á thì một là Ngân lưu ý đến cái vấn đề là lỗ chân lông là đối với cái độ tuổi á chị. Đối với độ tuổi á thì nó, lỗ chân lông của chúng ta thì nó sẽ có cái xu hướng là giãn nở ra khi mà làn da của chúng ta bị lão hóa. Lão hóa thì nó sẽ đến từ theo cái độ tuổi tự nhiên, hoặc là lão hóa do chúng ta sử dụng các cái sản phẩm hoặc các cái phương pháp không phù hợp với làn da của mình thì làm cho cái tốc độ lão hóa nó nhanh hơn so với cái độ tuổi tự nhiên của mình. Thì cái đến này đều, cả hai cái này đều là đến cái trường hợp là da chúng ta bị lão hóa thì lỗ chân lông nó sẽ có xu hướng là nó giãn nở ra. Như vậy thì cái giải pháp cho các chị á thì thật ra nó cho đến thời điểm hiện tại đối với các cái sản phẩm bôi thoa nó sẽ hỗ trợ thôi. Hỗ trợ là sao? Là nó sẽ ngăn chặn liền cho cái tình trạng là lỗ chân lông nó chậm lại cái quá trình giãn nở và lão hóa của nó, bằng cách là chúng ta sẽ luôn luôn giữ cho bề mặt da của mình sạch, thoáng, mịn, tránh bít tắc lỗ chân lông, là
chị sẽ dùng sữa rửa mặt và cái toner. Và đặc biệt như làn da của chị và độ tuổi của chị thì với cái rửa mặt Biome và toner Biome sẽ phù hợp cho làn da của mình. Rồi sau khi chị làm sạch xong thì chị sẽ dùng thêm cái sản phẩm dưỡng da phù hợp với độ tuổi và làn da của mình là Simon Repair Ampoule 50%, chiết xuất từ cái phức hợp cá hồi, sẽ cải thiện cho da của chị là gì? Độ đàn hồi. À, độ đàn hồi tức là nó sẽ kích thích tăng sản sinh cái collagen. Do cái độ tuổi của mình thì nó làm cho cái lượng collagen nó ngày càng bị suy giảm đi. À, rồi việc mình ít có sử dụng sản phẩm bảo vệ da như là kem chống nắng, như là dưỡng từ cái độ tuổi 20, 20, 30 là mình đã phải dưỡng rồi. Vì cái quá trình lão hóa nó đã diễn tiến từ cái độ tuổi này và sâu ở bên trong da. Nhưng khi mình đợi cho nó có cái biểu hiện ra bên ngoài rồi thì lúc này mình xài á thì nó sẽ cải thiện lại được một cách rất là chậm. Nhưng mà nếu mình có dùng á chị thì nó sẽ duy trì, nó chậm lại so với việc là so với làn da mình không có dùng, hoặc là so với các chị em cùng độ tuổi mà không có sử dụng cái sản phẩm dưỡng phù hợp. Rồi, vậy là bước thứ hai chị sẽ dùng là Simon Repair Ampoule, kích thích sản sinh cái collagen và tăng cái độ đàn hồi trên da của chị, thì nó sẽ nâng cái cơ da của mình nè, nó làm cho da mình căng ra, săn chắc ra, thì nó hỗ trợ cải thiện lỗ chân lông. Cái thứ hai, nó sẽ cải thiện những cái nếp nhăn, những cái nếp nhăn mảnh, và nó sẽ ngăn chặn cái hình thành cái nếp nhăn mới ở trên bề mặt da của mình. Còn những cái nếp nhăn mà nếp nhăn tĩnh đó chị, tức là nó đã hằn sâu ở trên da của mình quá trời rồi, thì em xin thưa là nó sẽ không có cải thiện được cái nếp nhăn này. Nên là mình phải hiểu được rằng là nó cải thiện được cái nếp nhăn chưa xuất hiện, và những cái nếp nhăn mảnh ha, thì nó căng săn chắc da, nó sẽ cải thiện cái tình trạng đàn hồi nếp nhăn ở trên da của mình, thì nhìn chung là lỗ chân lông nó sẽ được hỗ trợ cải thiện, chứ không phải là mình xài lên rồi nó xe thích lại, nó không còn thấy lỗ chân lông là nó không có ha. Rồi, và cái thứ ba nữa là em khuyên tất cả các chị chúng ta sẽ dùng kem chống nắng để bảo vệ da. Thì các chị dùng kem chống nắng như hôm nay Ngân giới thiệu, hoặc là chúng ta còn một cái loại Regil nữa, thì cái chống nắng Regil á thì nó sẽ hơi bật tông sáng màu hơn so với My Care mà em Ngân đang cầm ở trên tay. So với My Care là này, là Ngân đang cầm trên tay, thì chống nắng Regil loại 990.000 thì nó sẽ bật tông sáng màu hơn. À, cho nên là mình sẽ chọn cái chống nắng để mà mình dùng, để vì chúng ta sẽ biết được 80% các cái vấn đề lão hóa ở trên da do tác động đến từ tia UV. Cho nên là các chị có dưỡng cái kiểu gì, các chị có chăm sóc kiểu gì, nhưng các chị bỏ qua cái bước chống nắng bởi vì một số cái không tiện lợi của chống nắng. Các chị lo ngại những cái chống nắng thế hệ trước nó làm cho bóng dầu, nó làm cho sạm da, thì Ngân tin rằng các chị chọn cái chống nắng mới này thì các chị sẽ không còn thấy cái sự bất tiện của nó nữa, mà các chị sẽ yêu cái bước chống nắng. Và các chị sẽ đợi tới sáng khi đi ra ngoài là chúng ta sẽ bôi thoa chống nắng, bởi vì đưa lên trên da làm cho da mình mềm liền, dịu lại liền, và nó sáng màu lên so với cái nền da thật của mình. Nên là các chị nhiều khi là không có khuyết điểm nhiều trên da là mình không cần trang điểm luôn, mình thoa cái dưỡng và chống nắng lên xong là da mình nó đã đẹp lên, tự nhiên lên. Giống như bây giờ là trên da của Ngân là Ngân mới, hồi nãy Ngân có hướng dẫn thoa dưỡng với chống nắng vậy đó chị. À, vậy thì đó là cái bộ ba mà em khuyên là da chị nên dùng để có thể cải thiện được cái tình trạng lão hóa trên da ha. Vậy là chị Thủy xài cái bước rửa mặt. Rửa mặt dạ. Xong bắt đầu xài cái toner. Dạ. Bắt đầu xài Ampoule. Dạ đúng rồi. Rồi cái nếp chống nắng. À, dạ. Như là chị muốn đủ rồi, chị mua thêm cái rửa mặt nữa là đủ. Dạ. Rồi, à vậy là mình rõ rồi ha chị Thủy ha. Rồi dạ. Em cảm ơn câu hỏi của chị ha. Mình đang còn a à, Ngân đang thấy có một câu là mình bị mụn đầu đen và mụn mủ. Rồi, nếu mà mình đang có bị mụn mủ, mụn sưng viêm như vậy á, thì bạn nên chụp lại cái nền da của khách hàng ha, vào trong nhóm chuyên gia kèm sát 11 á, bạn nên chụp lại và gửi vào đi, để cho mình có thể là xem cái nền da này thì bác sĩ có thể là kê toa nếu như mà nặng á, là buộc là mình phải có dùng thuốc hay không. Còn không á thì là có thể mình dùng sản phẩm bôi thoa, mình dưỡng từ từ là nó sẽ phục hồi.
Cho nên là với cái trường hợp là bạn đang có bị mụn mủ sưng viêm thì nhắc lại là mình chụp hình cái nền da gửi vào trong nhóm chuyên gia ha, để được tư vấn cho mình dùng. Rồi mình còn câu hỏi nào nữa không? Mình chỉ có bỏ sót câu hỏi nào không Thanh ơi? Ngân đang coi lại các cái tương tác của các bạn trong phòng Zoom của mình. Rồi. Thấy là có cái hồi nãy Ngân đang nói tới cái thành phần Necta Biomi, tức là chiết xuất từ cái hoa Hoya Carosa, tức là hoa cẩm cù á, hay là còn gọi là hoa lan sao hay là hoa sao. Thì ở đây là có bạn nói là nhà có chồng đúng không? Cái hoa nó rất là dễ thương. Câu hỏi của bạn đại lý Trần Phong là da của khách bị nám, bị sạm không đều màu, đang sử dụng sản phẩm của Cell Fusion C được 3 tháng, có cải thiện nhưng thời gian gần đây da của chị ấy bị tối màu lại và có nổi vài nốt mụn viêm. Rồi, cái trường hợp này nó rất là đơn giản bạn. Nám là một cái bệnh lý mãn tính và nó rất là dễ tái đi tái lại. Chúng ta phải hiểu cái vấn đề là như vậy ha. Nám là một cái bệnh lý mãn tính và nó rất là dễ bị tái đi tái lại. Cho nên khi chỉ có một, khi mà chúng ta trong cái quá trình điều trị, trong cái quá trình chúng ta chăm sóc duy trì á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ cần có những cái tác động đến từ ở bên trong cơ thể, ví dụ như chúng ta thay đổi cái nội tiết tố trong người của mình, hoặc là chúng ta thiếu ngủ, hoặc là chúng ta stress, hoặc là chúng ta ở bên ngoài, cái yếu tố bên ngoài như chúng ta đang đi nắng nhiều, hay là chúng ta tiếp xúc với cái môi trường nhiệt độ cao như là bếp lửa, khói bụi mịn bám vào trong da của mình nhiều, thì lúc này nó sẽ làm cho cái da của chúng ta, những cái vùng da nám là đã mờ đi rồi thì thỉnh thoảng nó cũng sẽ lại ẩn hận hiện lên cho chúng ta. Rồi nó cũng sẽ có những cái nốt mụn. Nhưng mà nếu như cái tình trạng mà cái sạm nám mà nó đậm lên lại á, thì bạn sẽ lưu ý rằng là bắt đầu lúc này mình sẽ tăng cường cái gì, mình sẽ lưu ý cái gì? Mình sẽ lưu ý cái chống nắng, mình sẽ lưu ý cái phục hồi trên da của chúng ta. Ví dụ như là bây giờ khi mà mình sử dụng á, trong cái hôm bước là trước đó là bạn có dùng cái Intensive Lotion chưa? Nhưng mà nếu như bạn có cái Intensive Lotion á, thì cái lúc mà da của mình đang bắt đầu khó chịu, đang bị sạm nè, thì bạn sẽ có thể là ngưng lại các cái bước kia. Mình sẽ dùng cái gì? Mình dùng rửa mặt, mình dùng toner và mình thoa một cái lớp Intensive Lotion mỏng lên. Nếu trường hợp là da của mình những cái nốt mụn lên đó đó, nó chỉ có vài nốt mà nó không có quá nghiêm trọng, tức là nó dưới 10 nốt đó, nó nổi 1, 2, 3 vậy đó, thì là bình thường và các bạn cứ bình tĩnh yên tâm. Thoa một cái lớp mỏng lên, làm sạch da, thoa một lớp mỏng lên là 1, 2 ngày sau cái nốt mà mẩn đỏ lên đó, viêm lên đó, nó sẽ tự động xẹp xuống ha. Nhưng mà chúng ta bình tĩnh, yên tâm và tránh mua gì bôi thuốc, bôi chấm thuốc đồ lên thì là không nên ha. Cho nên là chúng ta sẽ thoa như vậy thì theo chị thấy thông thường là 5 đến 7 ngày thì mình sẽ dịu da lại và bắt đầu là da khỏe lại thì tự động sẽ sáng màu lên. Ơi, rồi chị đang thấy chị bạn Phong xuất hiện. Chào chị. Rồi chào em. Dạ tại hiện tại là chị khách của em là 3 tháng là đang trải nghiệm sử dụng là sale. Lúc đầu em cũng không có, tại vì em cũng nghe về bên sale của mình á, nên là em thấy da chị em cũng thấy thấy sót quá, nên là em cũng tìm hiểu bên sale cho chị dùng. Thì em có cho chị dùng là nước rửa mặt với lại sữa lotion, ambu cá hồi, và cái bộ mà kích trắng với lại dưỡng trắng á chị. Cái bộ kem dưỡng lại... YQCB12 á em, hay là em đã bộ view da? Không, cái bộ 3.4 á. 3.4 20.000. Rồi, chị bộ YQCB12. Với lại kem chống nắng.
có nghĩa là rồi. Sử dụng là hầu như là full bộ luôn á, chỉ có là full bộ luôn. Wow. Tại vì á là 3 tháng nay là da chị là sạm nám là giảm khoảng 6-70% là da sáng. Nhưng có cái thời điểm tháng vừa rồi á là chị bị có thai ngoài á chị, cho nên là phải đi phẫu thuật á. À. Dạ. Và trong quá trình đó chị bị stress. Đó. Dạ. Thì em đang hiện tại là da của chị á là nó bắt đầu bị tối lại, với lại nó bị những cái đốm mụn. Em chỉ muốn là khi cái trường hợp đó mình nên nói cái gì để chị an tâm lại, có nghĩa là củng cố lại tinh thần cho chị thôi. Yeah. Chị cũng chưa phải là rành lắm. Rồi thì như câu trả lời của chị đó, thì chị thấy đây là một cái câu hỏi cũng rất là hay đó. Nhiều chị em cũng là gặp cái trường hợp này rất là nhiều. Vậy đó, cho nên là chúng ta sẽ biết ngay từ đầu là cái nám là một cái bệnh khó chữa và nó là mãn tính, thì nó tái đi tái lại. Thì cho nên là em cũng sẽ tư vấn trước cho chị ấy biết nó sẽ là như vậy. Cho nên là chúng ta sẽ thấy đó có những cái nguyên nhân tác động trong cái quá trình mà chúng ta điều trị thì nó đã cải thiện rồi, nhưng mà sau đó là nó tái lại đó. Thì trong một cái môi trường từ cái nội sinh ở bên trong và cái ngoại sinh bên ngoài, thì em đã biết được là à, chị ấy nãy giờ gặp cái vấn đề về cái sức khỏe đó, em thấy không? Và bị stress đó, thì cho nên là nó sạm da lại. Vậy thì bây giờ là mình sẽ nói với chị ha. Một là ngưng lại tất cả các cái sản phẩm mình đang dùng. Bây giờ mình sẽ dùng lại đúng cái trình tự này nè: rửa mặt toner, rửa mặt toner, và xài duy nhất một em intensive lotion lên cho chị, để cho da chúng ta nó bắt đầu dịu xuống, nó phục hồi lại, da khỏe lên. Rồi cái bắt đầu là khi thường thì cái thời gian này nó khoảng 5-7 ngày, nếu mà bạn bị nhẹ đó thì nó khoảng 5-7 ngày là nó phục hồi rồi. Có những bạn là 3 ngày thôi là nó dịu da xuống, và bắt đầu là nó sẽ sáng cái màu lên. Khi da khỏe là tự động sẽ sáng màu lên nữa. Cho nên là chúng ta phục hồi bằng cái bước rửa mặt và cái intensive lotion. Nếu có đi ra ngoài thì nhớ có chống nắng thêm cho chị ha. Thì là ngưng lại cái gì? Đang ngưng lại là Simon Repambu nè. Ngưng lại cái YQCB12 khoảng 5-7 ngày cho chị. Và bây giờ mình đang chỉ dùng đơn giản là làm sạch, dưỡng, intensive lotion và kem chống nắng. Được chưa? Rồi em cứ tư vấn cho chị như vậy. Và ăn uống đầy đủ, bổ sung các cái dưỡng chất, vitamin, uống đủ nước, rồi nghỉ ngơi, không có nên stress nhiều quá, đừng có quá hoang mang, quá stress, thì nó sẽ càng tăng lên cái phần da chúng ta nó bị sạm xuống đó. Rồi được chưa, yên tâm chưa nè? Ngân cho chị Thủy hỏi chữ. Chị đây này, hiện tại chị đang có cái chai này, bây giờ chị không biết nó mình sẽ sử dụng như thế nào nữa nè. Cái đây là cái chai gì em? Chai đó là sữa tẩy trang đó chị. Chai sữa tẩy trang, dùng một lần vào buổi tối cuối ngày. Sẵn ở đây em hướng dẫn cho các anh chị ở đây, nếu có cái chai này là đây là cái chai hàng hiếm nha. Bây giờ nó không còn nữa. Nó là chai hàng hiếm, và cái bạn nào mà da yếu là xài cái chai này rất là thích. Và cái cách xài là buổi tối cuối ngày trước khi mình đi ngủ ha. Nếu như là cái bạn nào mà không có cái chai nước rửa mặt, là vừa tẩy trang vừa rửa mặt á, mà có chai gel rửa mặt này thôi, thì trước khi xài cái gel này là mình xài cái chai tẩy trang của chị Thủy đang cầm. Và cái cách xài là cái tay của các chị là đang khô, và chị bơm cái sữa tẩy trang đó ra tay là nó sẽ cái màu sữa, màu trắng, trắng đục màu sữa. Và bắt đầu mình thoa lên trên mặt của mình, cái nền da khô nha, đừng có nước. Cái nền da đang khô, đang có trang điểm, đang có chất chống nắng đầy ở trên mặt luôn. Và các chị cứ là thoa chấm đều cái sữa tẩy trang này lên trên cái da của mình. Sau đó là mình sẽ massage xoay tròn như thế này theo chiều cấu tạo da. Và bắt đầu khi mà các chị đã massage rồi một hồi á, thì cái sữa này nó sẽ tan trong suốt ở trên da của các chị là nó đạt nha. Còn nếu mà các chị đưa lên nó còn màu trắng, các chị quệt rồi xong là không đạt. Nên là massage cho tan cái sữa tẩy trang ra trong suốt trên da mặt. Sau đó các chị sẽ dùng cái bông cô tông và lau đi cái tẩy trang thừa ở trên mặt đó, hoặc là dùng khăn giấy mềm mịn lau đi đều được hết. Lau cái bỏ cái tẩy trang này đi, rồi bắt đầu các chị dùng nước rửa lại sạch. Sau đó là bắt đầu mình dùng cái nước rửa mặt hoặc là gel rửa mặt gì đó các chị đang có rửa mặt á, sữa rửa mặt á, thì các chị cứ dùng cái bước rửa mặt sau đó, sau cái bước tẩy trang. Rồi, được không ạ? Nên cái lưu ý của Ngân khi chị ra chị Thủy dùng cái chai này nè chị Thủy, thì cái nền da của chị Thủy là phải khô.
chị chấm cái tẩy trang lên trên da là cái da đang khô, và chị Thủy cứ massage cho nó tan cái tẩy trang này ra. Và cái khi mà cái cách các chị xài mà đúng á, là cái biểu hiện da của các chị sao sau khi tẩy trang xong, da các chị cực kỳ mịn, cực kỳ mịn. Các chị dùng hàng ngày cái bước này, đầy đủ cái bước tẩy trang và làm sạch này, là các chị sẽ thấy giảm hẳn luôn cái tình trạng bị mụn ở trên da của chúng ta, mụn mà mụn cám, mụn ẩn gì đó trên da chúng ta. Cái thứ nhất, cái thứ hai, da các chị sáng màu lên ngay cái bước tẩy trang. À, bởi vì cái tẩy trang này là nó là chiết xuất từ cái enzyme đu đủ, nó rất là dịu và nó trong suốt không mùi luôn khi mà nó tan trên da của chúng ta. Nên da các chị khi tẩy trang xong rất là mềm và sáng màu lên. Rồi, nên là lưu ý cái bước dùng đó cho em đó chị Thủy ha. Xong rồi chị phải mua thêm, cái này là cái chai shampoo đúng không em? Dạ à, đúng rồi đó chị, cái đó là chai shampoo cá hồi đó chị. Rồi, chị thấy còn hai nữa, giờ hai cái này nữa giờ chị không biết cái nào là cái nào. Dạ, cái tiếp mà chị đang thấy cái chữ BAM á, nó là kem trang điểm, là cái tiếp chị đang quay ra cho em nhìn nè, là cái kem trang điểm. Còn cái tiếp chị mới xoay vô chị nhìn đó là, dạ, đó là tiếp chống nắng có cái chỉ số SPF 50 cộng và BA 4 cộng, đó là cái chống nắng Rejuve bật tông da. À, rồi vậy thì cái chống nắng á là khi mà chị dưỡng cái ambu đồ xong lên rồi, bắt đầu là chị thoa chống nắng, rồi chị mới có trang điểm, chị cần trang điểm thì chị thoa trang điểm, còn không thôi trang điểm sau khi chống nắng. À, là cái đây là cái cho trang điểm. Dạ đúng rồi, trang điểm dưỡng. Trời ơi, đây là fan cứng luôn của Cellvision C rồi nè em Thanh ơi, chị cầm lên muốn đủ sản phẩm luôn rồi đó. Chị còn cái chai rửa mặt nữa thôi à. Dạ, chị bổ sung chai rửa mặt Biome nha. Chị bổ sung chai rửa mặt Biome sẽ phù hợp với da của chị. À, chị đúng đang là... có cái toner chưa? Chị có toner của Biome luôn nha. Đây là một cái cặp này để nó cân bằng độ pH và cấp ẩm trên da của mình. Mình nên đi chung một cặp như vậy ha. Đầu tư luôn chị, đủ hết trơn rồi đó, em thấy của chị đủ rồi đó. Đấy, một cặp này nè chị, đây là giải pháp làm sạch phục hồi da đó. Và rồi, tất cả các chị đang có ở trong Zoom mình á thì là mình đều có thể sử dụng được đối với cái bộ làm sạch này. Bởi vì da mà yếu xìu luôn á thì còn xài được nữa, thì chắc chắn là da bình thường, da khỏe các chị cứ thoải mái mà dùng ha. Giá nó nhỉnh tí xíu, 740 một chai. À, nhưng mà sẽ xài rất là thích. Và khi mà mình đã dùng rồi thì các chị sẽ thấy được cái sự khác biệt so với việc là mình dùng các sản phẩm làm sạch đang có bên ngoài thị trường. Thì nó sẽ giữ được cái hàng rào bảo vệ da của mình. Mà Ngân thấy cái bước này là các chị không có quan tâm, nhưng mà cái lý do mà các chị bị ngứa, bị khô, bị căng da cũng là tại cái bước này đầu tiên. Giống như các chị mà hay bị cái nền da, da body của mình mà kích ứng á, thì khi các chị đi bệnh viện da liễu thì các chị sẽ được bác sĩ tư vấn dùng cái sản phẩm là sữa tắm dịu nhẹ. Thì tương tự như vậy, ở trên da mặt chúng ta càng phải dùng cái dịu nhẹ hơn để nó giữ được cái hàng rào bảo vệ da ha. Cho nên là các chị có thể dùng được cái bộ làm sạch.